bóp nát không gian dung khí của đối phương, bên trong quả nhiên cũng rơi ra ba phù lục danh ngạch, còn có một ngọc phù. Đây không phải lang tà phát ra sao, vừa vặn. Chứng kiến ngọc phù, nhất vân nhận ra được, đúng là lang tà chia cho mọi người, để cho người khác nhìn thấy mình, trực tiếp bóp nát, thông chi cho hắn. Cầm lấy ngọc phù, nhẹ nhàng sờ. Đang lo làm sao tìm được lang tà, đã có cái này, liền đơn giản hơn không ít, có thể ngồi ở chỗ này chở đối phương chui đầu vô lưới. Hô! một đạo gợn sóng kỳ quái lan tràn ra chuyển lại xa xa bóp nát ngọc phù nhiếp phân từ trong nạp vật đan điền lấy ra cái bàn thả rượu và đồ ăn lên tự rót tự uống veo tiếng gió vang lên một bóng người xuất hiện ở cách đó không xa tạ đào xuất hiện ở trước mặt không phải lang tà mà là tạ đào lúc trước xếp vị trí thứ nhất ở khu địa phẩm lúc này hai mắt tạ đào tinh lực tràn đầy khí tức như dao như long xem ra ở chỗ này gần hai tháng thực lực lại có tiến bộ nhảy vọt. Hắn chênh lệch một tia thì đến được 1.500 đại đạo, hiện tại chỉ sợ đã đột phá cửa khẩu này, tiến vào một lĩnh vực hoàn toàn mới. Lang tà tìm ngươi khắp nơi, không nhanh ly khai, chờ hắn đến, còn muốn đi sẽ trễ. Tạ đào liếc nhìn nhấp vân, cũng không tiến lên bắt giữ, mà nhíu mày nói. Đa tạ hảo ý, ta ở chỗ này, chính là vì chờ hắn. Tạ đào này chưa cùng hắn tiếp xúc, vốn cho là hắn sẽ như đông tự, không nghĩ tới nói ra lời này, cười nhạt một tiếng có hứng thú tôi uống một chén hay không uống rượu tạ đào lắc đầu ta khuyên ngươi vẫn nhanh đi thôi lang tà dẫn theo rất nhiều người thực lực đều không kém một khi bị vây sẽ không dễ dàng chạy thoát ngươi nói không sai hiện tại hắn đã đi không được nữa tạ đào còn chưa dứt lời không khí bạo liệt và bóng người từ đằng xa lao đến đi đầu đúng là lang tà nhìn thấy Nhất vân đang uống rượu không để ý tới sự xuất hiện của hắn chút nào sắc mặt lập tức âm trầm, tựa như hàn băng. đến rồi, nhìn thấy chính chủ xuất hiện, nhất vân cười nhạt. có muốn uống một chén hay không? thấy hắn bình tĩnh như thế, lang tà giận dữ mà cười. thật không biết nên nói người gan lớn, hay đầu óc có tật xấu? nhìn thấy ta còn dám như thế, thực sự là tự mình muốn chết. muốn chết? nếu người muốn chết, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. nhất vân đang uống rượu đột nhiên chuyển động, như mũi tên bắn nhanh ra, hô liền xuất hiện ở trước mặt lang tà lấy chỉ làm kiếm một đạo kiếm khí lang không đâm tới thiên phú kiếm đạo sư phối hợp thiên phú ám sát sư lực lượng toàn thân ngưng tụ thành một cây châm sắc bén đâm thẳng mi tâm của lang tà cái gì lang tà không nghĩ tới người trước mắt này tốc độ nhanh như vậy Con người co rụt lại song trường hợp lại một quyển ngăn đón nhiếp vân không hổ là cường giả một nghìn năm trăm đại đạo trở lên tốc độ phản ứng cực nhanh thực lực cũng đủ mạnh vừa ra tay không khí liền phát sinh âm hưởng nham thạch mặt đất bị lực lượng tán giật xung kích bay loạn pháp tác không gian chỗ này so với tảng nguyệt trí tôn vực mạnh hơn gấp mấy lần cường giả chu thiên cảnh sơ kỳ bước đi ở đây cũng khó khăn khí tức tán giật ra lại thổi bay tảng đá đủ thấy mạnh mẽ bất quá mạnh mẽ cũng phải phân đối tượng ở trong mắt những người khác thu về hàng đầu ở trước mặt nhất phân hiện tại lại có chút không đáng chú ý quyền chỉ tương giao lang tà chỉ cảm thấy quả đấm của mình như đụng tới hỗn độn thần binh, một trận đau đớn kịch liệt lan đến, máu tươi phun mạnh ra. Nắm đấm kể cả cánh tay, bị chỉ tay của đối phương cắt ra. Ngươi! Cánh tay bị đối phương cắt, lang tả thế mới biết thực lực của đối phương đáng sợ như thế, chẳng trách không trốn, có bản lĩnh như thế, nên trốn chính là mình à. Trong nháy mắt, hắn có chút hối hận đáp ứng nguyệt tràm, thay hắn hiệu lực. Trên thực tế hắn cùng nhất vân này không có chút mâu thuẫn nào, sở dĩ muốn giết hắn, là vì lấy lòng nguyệt tràm, ai biết lại phải trả giá sinh mệnh. Xì. Khí mang từ đầu ngón tay của nhiếp vân xuyên thấu mi tâm. Phù phù. Thi thể lang tả ngã trên mặt đất. Hai mắt trừng trừng, nằm mộng cũng không nghĩ tới lấy thực lực của hắn. Ngay cả sát hạch cũng không thông qua, chết ở chỗ này. Hô. Nạp vật trên người hắn bị nhiếp vân vồ tới, nhẹ nhàng vỗ một cái. 25 phù lục danh ngạch rơi vào lòng bàn tay. 25, thêm vào 6 cái lúc trước, là 31 cái xem như không tệ rồi mấy người các ngươi cũng cống hiến phủ lục danh ngạch cho ta đi thu phủ lục vào đan điền nhất vân nhìn nhìn biết đã xếp tới thứ nhất nhìn về phía mấy người cùng lang tà chạy tới mang theo ý cười nhất vân đại nhân chúng ta không phải một nhóm với lang tà chúng ta biết người ở đây chuyên môn lại đây thông báo người nhìn thấy ý cười của hắn trên người mấy người đồng thời phát lạnh thế mới biết muốn săn bắn lại là một nhân vật đáng sợ dường nào lang tà này muốn chết cũng đừng kéo bọn họ à chẳng trách vừa xuất hiện liền ẩn đi, thật muốn động thủ, có bao nhiêu cũng không đủ giết. rõ ràng điểm ấy tất cả mọi người đều hối hận, đứng sai trận doanh, một trung niên phản ứng nhanh nhất, trực tiếp mở miệng phản chiến. nghe được người này vô liêm sỉ đến cực điểm, nhất vân lắc lắc đầu, thấy vô liêm sỉ, nhưng chưa thấy vô sỉ như vậy. mấy người các ngươi thì sao? sẽ không cũng là đến thông báo ta chứ? tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía mấy người còn lại. nhất vân đại nhân ngươi nói đúng chúng ta là đến thông báo ngươi. Ngươi đừng hiểu lầm, ta là vừa vặn đi ngang qua. Mấy người biết lang tà cũng không phải là đối thủ, bọn họ lại càng không phải, vội vã tìm các loại lý do, nỗ lực giữ sạch quan hệ. Cút! Thấy những người này hai mặt, giống như cỏ đầu tường, nhất vân cũng lười giết, giống to một tiếng. Hô! Miệng phun ra cơn lốc như lôi, mấy người bị cơn gió này thổi, liên tục lăn lộn, ngã sắp xuống một chỗ. Chuyện này! một câu nói hất ngã một mảnh mọi người mới biết rõ ràng đánh giá cao đối phương trên thực tế vẫn là đánh giá thấp rồi thực lực như vậy coi như nguyệt Tràm cũng không sợ chẳng trách dám hò hét với đối phương hai đại cường giả tranh tài bọn họ biến thành vật hy sinh phiền muộn không nói ra được à veo 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 trong lòng nghĩ như vậy cũng không dám oán giận từng cái từng cái mừng vì nhất vân không giết bọn họ xoay người rời đi hận không thể sinh nhiều mấy chân có thể chạy càng mau càng tốt thấy bọn họ đi xa, lúc này Nhất Vân mới quay đầu nhìn về phía tạ đào. Lần này có thể uống rượu chưa? Người cũng thật là quái nhân, rõ ràng có thực lực này, nhưng không động thủ, lại đợi đến cuối cùng. Không nghĩ tới hắn nói ra lời này, tạ đào cười khổ một tiếng. Vốn tưởng rằng đối phương không phải đối thủ của lang tà, lại không nghĩ rằng thực lực chân chính mạnh như vậy. E là lúc trước ở khu địa phẩm muốn động thủ, hắn đã sớm nhường ra gian phòng số 1. Tình nguyện bị người nói thành nhát như chuột, cũng không ra tay, thật là quái nhân. Nếu như ta nói mới vừa tiến vào thực lực của ta ngay cả người cũng không bằng, Ngươi tin không? rót đầy một chén rượu, nhiếp vân làm tư thế mời, cười nói. Sao có thể có chuyện đó? Tuy hiện tại ta có đột phá, cũng bất quá 1.500 đại đạo, thực lực lang ta có tới 1.637 đại đạo. Ngươi nói mới vừa vào ngay cả ta cũng không bằng, lẽ nào ngươi ở trong 50 ngày lĩnh ngộ hơn 130 đại đạo, lừa quỷ a à? Tạ đào lắc đầu, ha ha nhiếp vân cũng không giải thích xác thực tạ đào nói không sai dựa theo tình huống bình thường đừng nói người khác coi như hắn cũng không thể ở trong vòng 50 ngày lĩnh ngộ nhiều đại đạo như vậy thực lực của hắn tiến bộ bắt nguồn từ thiên phú xếp hạng thứ 10 dung hợp loại dung hợp này tuy không biết người tà nguyệt trí tôn vực có hoàn thành qua hay không nhưng xác thực có thể làm cho hắn ở trong thời gian ngắn thực lực tăng mạnh tại sao ngươi không giết ta cho rằng đối phương là đang nói đùa tạ đào đột nhiên hỏi vừa nãy ngươi đến không nghĩ ý muốn giết ta ngược lại khuyên ta rời đi tại sao ta phải giết ngươi nhất vân nói vậy mấy người kia đều là đến giết ngươi sao ngươi còn thả bọn họ đi tạ đào kỳ quái mấy người kia đi theo lang tà khí thế hùng hổ nếu như thực lực của nhất vân không đủ bọn họ nhất định sẽ động thủ bởi vì trung hòa nhất vân cười nói quy khư hải sát hạch tuy người thực lực mạnh có thể giết toàn bộ người yếu nhưng khó tránh không ít phiền phức phù lục danh ngạch đủ là được quá nhiều trở thành chim đầu đàn ngược lại có hại cho mình cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ loại sát hạch này có thể nắm giữ tư cách thăng cấp là được nếu như quá mức yêu nghiệt khó bảo toàn sẽ bị người ghen tị mặt khác có thể đi vào nơi này sát hạch có rất nhiều sau lưng đều có gia tộc tông môn đuổi tận giết tuyệt làm quá mức triệt để chọc giận bọn họ hậu hoạn vô cùng tuy không đến nỗi sợ những thế lực kia nhưng nếu như phiền phức không đâu cũng làm cho người chán ghét vẫn là nhiếp huynh ánh mắt rộng lớn ta không kịp vậy tạ đào cũng là người thông minh điểm một cái tức thông lập tức hiểu được nhẹ nhàng nở nụ cười lang tả vừa chết hiện tại ta rất thứ hai muốn số một chỉ có thể giết người ta đánh không lại người xem ra chỉ có thể ngoan ngoãn làm lão nhị xem ra vẫn là đừng lãng phí thời gian bồi ngươi uống rượu à được nhiếp vân gật đầu đối với tạ đào cảm giác đối phương không tệ, bằng không, không đến nỗi mời đối phương uống rượu, cũng không phải ai cũng có thể uống rượu với hắn. Rượu này đến từ linh giới, ở linh giới ba vạn năm, hắn lợi dụng đại pháp lực, để tĩnh hầu tộc lần nữa trở nên phồn vinh, làm ra không ít hầu tâm tử, coi như mỗi ngày uống, cũng uống mấy trăm ngàn năm, đối với hắn mà nói đã không tính đặc biệt quý giá, nhưng đối với người của tà nguyệt trí tôn vực mà nói, loại rượu này tuyệt đối không tìm được loại thứ hai. Hai người uống rượu nói chuyện phiếm, cũng không ẩn giấu thân hình, e là ở trong khu vực này thí luyện, thoải mái nhất chính là bọn họ. Bất quá, những người khác đều không phải người ngu, từ trong phủ lục danh ngạch nhìn thấy lang tả tử vong, mà hắn hoàn hảo không chút tổn hại, nên cái gì cũng hiểu, phàm là nhìn thấy, tất cả đều đi đường vòng, không ai dám đến gây chuyện. Thời gian nháy mắt, 10 ngày trôi qua. ầm ầm không gian nổ vang. Xin mời các vị truyền tiên lực vào phù lục danh ngạch, trận đầu sát hạch kết thúc. Nghe được âm thanh này, tất cả mọi người không dám dừng lại, đều lấy ra phù lục, đưa vào tiên lực. Hô! Nhất Vân cũng lấy phù lục ra, đưa vào tiên lực, lập tức thấy thân thể loáng một cái, phảng phất như bị trận pháp truyền tống bao phủ, mở mắt lần nữa, dĩ nhiên xuất hiện ở quảng trường Khánh Nguyên Các. Các vị có thể lưu lại, nói rõ thông qua trận đầu sát hạch, hiện tại ta đọc một thoáng, danh sách có tư cách tham gia sát hạch đệ tử hạch tâm. Vừa tới quảng trường, từ tiên trường lão liền xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ âm thanh uy nghiêm chầm chậm, chậm vang lên nguyệt trảm hồ linh tạ đào nhiếp vân nhiếp đồng cửu tiên trưởng lão mở miệng hô âm thanh vang vọng toàn bộ quang trường huynh đệ nhiếp vân nhiếp đồng đều có mặt hả trong đám người nguyệt trảm nghe được tên nhiếp vân sắc mặt đột nhiên trầm xuống tên rác rưởi lang tà này chút chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được hư lạnh một tiếng trong mắt nguyệt trảm có một đạo hàn ý lóe qua dưới cái nhìn của hắn nhiếp vân không chết còn xuất hiện ở trong danh sách tham gia sát hạch đệ tử hạch tâm cũng không phải thực lực mạnh mà là lang tả không tận lực làm việc bằng không làm sao giết không được mỗi khu vực thông thiên bi đều không giống nhau hắn có thể nhìn thấy phạm vi bia đá của mình nhưng không nhìn thấy được khu vực khác vừa ra cửu tiên trưởng lão liền xuất hiện vì lẽ đó mặc dù thực lực hắn cường hãn cũng không biết khu vực của nhiếp vân xảy Cảm ra chuyện gì càng không biết tên rác rưởi trong miệng hắn nói đã bị nhiếp vân chém giết được rồi 32 người này đến gian phòng bên tay phải chờ đợi, đến thời điểm các người sẽ được thống nhất sắp xếp, những người còn lại ở lại tại chỗ. Cửu tiên trưởng lão đọc xong danh sách, tổng cộng 32 người. 32 người này nắm giữ tư cách sát hạch đệ tử hạch tâm, nghênh tiếp bọn họ, sẽ là sát hạch không giống những người khác. Nghe như vậy, những người khác dồn dập lộ ra vẻ hâm mộ. Có thể tới tham gia quy khư hải sát hạch, đều hy vọng có thể trở thành đệ tử trọng yếu nhất Tuy những người này cách đệ tử hạch tâm chân chính còn có một khoảng cách rất lớn, nhưng so với bọn họ càng gần hơn rồi. Sao không có lang tà? Nghe niệm xong danh sách, lại không có tên lang tà, nguyệt chảm sửng sốt. Tuy thực lực của lang tà không bằng hắn, nhưng cạnh tranh tiêu chuẩn 32 người vô cùng đơn giản, làm sao có khả năng không có. Ngươi đi hỏi thăm một chút, khu vực lang tà xảy ra chuyện gì? Hơi nhướng mày, Nguyệt chảm xua tay giận dò một tùy tùng. Người này vội vã đi ra, chỉ chốc lát liền về, trên mặt khó có thể che giấu khiếp sợ. Làm sao? Nhìn thấy vẻ mặt như vậy, Nguyệt Trảm hơi nhớ mày, vô cùng không thích. Ta nghe nói, Lang tà thật giống bị nhiếp vân kia giết. Người này vội nói. Bị giết, làm sao có khả năng, tuy ta không giao thủ với nhiếp vân kia, nhưng thấy hắn ra tay, nhiều nhất 1.400 đại đạo, làm sao có khả năng thắng được lang tà. Nguyệt Trảm không thể tin được. Ta cũng không biết, ta biết tin tức là như vậy, còn tỉ mỉ thì không biết người này lắc đầu nhiếp vân cùng lang tà chiến đấu chỉ có mấy người thấy trong thời gian ngắn không thể tìm được mấy người kia tự nhiên không hỏi được tỉ mỉ ta biết rồi người ở chỗ này chờ đi nguyệt tràm tựa hồ cũng biết nhíu mày khoát tay áo một cái xoay người đi về phía gian phòng bên tay phải đây là một đại điện rộng rãi hắn vừa tiến vào liền nhìn thấy 31 người khác đã đến đông đủ nhiếp vân cùng đệ đệ hắn nhiếp đồng cũng ở trong hàng ngũ đó nhìn thấy hai người con mắt nguyệt chảm hiếp lại trong lòng khó chịu như ăn con ruồi đi tới trước mặt hai người hử lạnh một tiếng tiểu tử ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì giết lang ta bất quá ta hy vọng ngươi cầu khẩn sau đó ở trong sát hạch không nên gặp gỡ ta bằng không ta sẽ để ngươi chết cũng không biết chết như thế nào ca ca cái ngu ngốc này là ai hắn vừa mới dứt lời nhấp đồng chậm rãi xoay người hỏi ai biết được phòng chừng là cái não tàn nào đó nhất vân vung vung tay hai huynh đệ đều không để ý các ngươi rất tốt các ngươi phải hy vọng không nên gặp lại ta vốn định uy hiếp đối phương một thoáng lại không nghĩ rằng bị người coi là ngu ngốc não tàn sắc mặt nguyệt chàm trong nháy mắt trở nên ngăm đen nếu như nơi này không phải khánh nguyên các sợ là đã sớm động thủ có thể đi tới nơi này nói rõ các vị đều là thiên tài bất luận thực lực hay tâm lực đều vượt xa những người khác đúng lúc này trong phòng có một giọng nói vang lên cửu tiên trưởng lão xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tuy trong lòng Nguyệt Trảm phẫn nộ, nhưng vẫn đi qua một bên. Bất quá, đệ tử hạch tâm của quy khư hải tiêu chuẩn có hạn, trong chư vị chỉ có 5 người có thể trở thành đệ tử hạch tâm, mà 27 vị khác chỉ có thể tiếc nối đào thải. Đào thải 27 người. Tỷ lệ này không khỏi quá lớn à? Chúng ta đều là chọn lựa tới, còn phải đào thải nhiều như vậy, cần sát hạch cái gì à? Phía dưới nhất thời vỗ tổ mọi người vốn tưởng rằng được chọn lựa. Tỷ lệ thành đệ tử hạch tâm sẽ lớn hơn nhiều, lại không nghĩ rằng, như trước cực kỳ tàn khốc. Yên tĩnh, ta biết các ngươi sẽ cảm thấy từ trong nhiều người như vậy lao ra đã rất không dễ dàng, lại bị loại 27 người. Có chút không cam lòng, nhưng đây chính là sự thực, bất quá, yên tâm, mặc dù bị loại, cũng có thể trực tiếp trở thành đệ tử nội môn của quy khư hải, chỉ cần biểu hiện tốt, sau đó đồng dạng có thể thăng thành đệ tử hạch tâm. Cửu tiên trưởng lão nói. Vừa nói như vậy, mọi người yên tĩnh lại. Nói cách khác, bất luận thành bại, bọn họ chí ít đã bảo vệ tiêu chuẩn đệ tử nội môn. Cửu tiên trưởng lão, cửa ải tiếp theo chúng ta sát hạch cái gì? Nếu như trước kia, e là không quá công bằng. Một người hỏi, trước cấp giật phù lục danh ngạch, bề ngoài thực lực mạnh chiếm ưu thế, trên thực tế có rất nhiều chỗ lực bất tòng tâm, thật giống như người xếp hạng thứ hai mới vừa xuất hiện liền gặp phải xếp hạng thứ nhất. Kết quả bị chém giết, lẽ nào nói xếp hàng thứ hai thực lực không tốt? cũng có thể là xếp hàng thứ hai, thứ ba liên thủ, chém giết người thứ nhất. Loại sát hạch này có quan hệ tới vận khí, vận khí quá kém, liền xui xẻo rồi. Chư vị yên tâm, đương nhiên sẽ không giống như trận đầu sát hạch, quy khư hải chúng ta lấy vũ lực xưng danh, đương nhiên phải sát hạch sức chiến đấu. Cửu tiên trường lão nhìn quanh một vòng, cười nói. Một lúc nữa 32 người các ngươi đều sẽ rút thăm lựa chọn đối thủ, tiến hành luận võ, tuyển ra bốn người thực lực mạnh nhất. Bốn người này Trực tiếp thành đệ tử hạch tâm của quy khư hải chúng ta, 27 người mà thất bại, cũng đồng dạng có cơ hội, trận pháp, đàn đạo, luyện khí, rất nhiều lĩnh vực, có thể tùy ý lựa chọn sở trường nhất sát hạch. Nếu có tài năng xuất chúng, được trưởng lão tán thành, như thế, được có thể thành đệ tử hạch tâm. Đương nhiên, chỉ có một tiêu chuẩn, vì lẽ đó, người thất bại, nhất định phải lấy ra sở trường mạnh nhất. Nếu như ngay cả sở trường cũng không có, vậy thật không tiện, chỉ có thể thành đệ tử nội môn cửu tiên trưởng lão nói như vậy cũng coi như công bằng mọi người nghe được cửu tiên trưởng lão nói sát hạch tất cả đều gật gù không hổ là một trong bốn thế lực lớn của cán huyết vương triều loại phương pháp sát hạch này xem như là công bằng tuy thế giới này cường giả vi tôn nhưng những thiên phú khác cũng không thể khinh thường thật giống như trận pháp đại sư đan dược đại sư mỗi một vị đều nắm giữ địa vị cực cao nếu như thực lực không đoạt tới bốn người đứng đầu đúng là có thể từ phương diện này cân nhắc được rồi bắt đầu rút thăm các vị đều đưa nguyên khí vào phù lục của mình phù lục sẽ tùy cơ phân phối đối thủ cho ngươi thi đấu có bốn luận võ đài giáp ất bính đinh nếu như ngươi bắt được giáp một còn có một người khác cũng là giáp một hai người các ngươi liền phải đối chiến cửu tiên trưởng lão cất cao giọng nói đã hiểu chưa rõ ràng mọi người gật đầu quy tắc rất đơn giản không cần phí nhiều miệng lưỡi bốn luận võ đài này ở phía trước các ngươi phía trên đều có trận pháp đối ứng các người có thể dùng hết toàn lực phát huy sức chiến đấu mạnh nhất không cần lo lắng ngoài tạo thành thương tổn cho người bên cửu tiên trưởng lão chỉ tay mọi người nhất thời nhìn thấy phía trước chậm rãi xuất hiện bốn luận võ đài những luận võ đài này cũng không lớn đường kính chỉ có mấy chục mét nhưng thiên nhãn của nhiếp vân chỉ liếc mắt nhìn liền biết bên trong bố trí trận pháp không gian mặc dù thực lực mạnh đến đâu đánh long trời lở đất cũng sẽ không tán giật lực lượng ra để cho công bằng còn có một chút quy định cửu tiên trưởng lão thấy mọi người đều nhìn luận võ đài tiếp tục nói bên ngoài mỗi luận võ đài đều có một giá lính khí phía trên có các loại binh khí cấp bậc đều là hỗn độn thần binh trung phẩm người tiến vào bên trong luận võ không được dùng binh khí của mình chỉ có thể sử dụng những cái này bằng không sẽ bị trực tiếp nhận định thua đối phương cái này cũng là vì phòng ngừa có người chiếm tiện nghi binh khí mặt khác câu cuối cùng luận võ khó tránh khỏi tử thương nếu như biết rõ thực lực không đủ, tốt nhất bỏ quyền hoặc chịu thua, bằng không, một khi tử vong, quy khư hải sẽ không phụ trách. Cửu tiên trưởng lão nói xong câu này, vung tay lên. Được rồi, hiện tại bắt đầu đưa nguyên khí vào phù lục danh ngạch, tìm kiếm đối thủ của mình. Nghe được mệnh lệnh, tất cả mọi người đều đồng loạt đưa tiên lực vào. Vù! Nhất vân cúi đầu nhìn, mình ở bính nhị, nhếp đồng ở giáp nhất. Hừ, lần này, ta xem ngươi còn có thể cười hay không, không ngốc, tốt nhất mau thua trận nếu không để ta đụng tới khà khà mới vừa xem xong thứ tự trong tay liền nghe cách đó không xa có một tiếng hử lạnh nhàn nhạt, nhạt. ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy trong tay nguyệt trạm cầm phù lục danh ngạch mặt đầy hàn ý trên phù lục lập lòe hai chữ bính tứ bính tứ chính là ở khu vực chữ bính cuộc tỉ thí thứ tư mà hắn là trận thứ hai không có gì bất ngờ xảy ra thời điểm tranh cướp bốn vị trí đầu nhất định sẽ đụng phải đương nhiên tiền đề là không có ai thua thua trận một liền không chạm mặt được. Hơn nữa một khi thua trận, cơ bản chẳng khác nào vô duyên đệ tử hạch tâm. Tuy 27 người còn có một tiêu chuẩn thêm, nhưng 27 tuyển một, độ khó thực quá lớn, hầu như không có quá nhiều hy vọng. Người nói mình đi, tuyệt đối đừng thua. Nhất Vân cười ha ha, không để ý tới khuôn mặt Nguyệt Tràm đã tức đến biến thành màu đen, quay đầu nhìn nhấp đồng một chút. Cẩn thận! Sắp nhất là trận đầu khu vực giáp tự, lập tức liền phải so tài. Yên tâm đi, nhiếp đồng nở nụ cười một tiếng ở trên giá binh khí lấy ra một thanh trường kiếm nhẹ nhàng nhảy lên đài tỉ thí cùng hắn đối chiến là một cường giả trước đây ở khu địa phẩm xếp hạng 20, trong vòng 2 tháng thí luyện tựa hồ lại có tinh tiến nhìn thấy nhếp đồng đối chiến với hắn trong mắt tràn ngập hàn ý đến đây đi giống to một tiếng vò tới nhiếp đồng bất quá còn chưa tới trước mặt liền nhìn thấy một đạo hàn mang lấp lóe gì một mũi kiếm xuyên qua ít hầu của hắn một giọt máu chậm rãi rơi trên mặt đất thực lực của hắn lại tiến bộ nhìn động tác của nhiếp đồng ở trong mắt nhiếp vân âm thầm gật đầu thực lực của đệ đệ tựa hồ lại tăng cường không ít mặc dù so với mình bây giờ cũng không kém mảy may không hổ là tu la vương thiên phú quả nhiên đáng sợ thiên tài lợi hại đến đâu so sánh với thiên phú với đệ đệ cũng sẽ cực kỳ buồn cười tuy xóa bỏ ý thức chân chính của thượng cổ tu la vương nhưng thân thể nhiếp đồng là tu la vương sống lại cũng chẳng khác nào hắn chính là tu la vương thân phận như vậy tu luyện nhanh cũng là chuyện đương nhiên nhiếp đồng đi xuống nhìn hắn nở nụ cười ca ca tới lượt ngươi ta cũng muốn nhìn một chút thực lực của ngươi trong khoảng thời gian này có tiến bộ hay không được quay đầu nhìn lại quả nhiên thấy khu vực bính tự chiến đấu cũng đã kết thúc trận chiến này thực lực chênh lệch hơi lớn một cái trước đây là khu thiên phẩm một cái khác ở khu địa phẩm chỉ có thể bài cuối cùng người này biết chắc không phải đối thủ vừa lên đài liền chịu thua vì lẽ đó giao đấu không có bất kỳ giao thủ liền kết thúc đến phiên hắn đi tới trước đài tỷ thí nắm lấy một thanh trường kiếm nhảy lên người chính là nhất vân ở khu địa phẩm khuấy phong vân mới vừa lên đài liền nhìn thấy đối thủ cũng đứng ở đối diện tựa hồ trước đây là người khu thiên phẩm người biết ta người làm ra động tĩnh lớn như vậy để nguyệt chảm mất mặt xấu hổ ta muốn không biết cũng khó khăn người này cười cợt đột nhiên chắp tay ta biết không phải là đối thủ của ngươi, bất quá vẫn muốn thử một chút, xin chỉ giáo. Cũng xin ngươi chỉ giáo. Thấy người này nói chuyện thú vị, nhiếp vân nở nụ cười một tiếng. Nghe lời nói của hắn, quan hệ với Nguyệt Trảm tựa hồ cũng không tốt lắm. Hô! Người này nói xong liền động. Binh khí của hắn là một đôi búa lớn, múa lên lực lượng cuồng mãnh, mang theo tiếng gió vun vút, khí thế bức người. 1540 đại đạo Không động thủ rất khó phán đoán ra thực lực cụ thể, lúc này hơi động, nhất vân nhất thời nhìn ra, người này cũng không kém, có sức chiến đấu tới 1.540 đại đạo, lại phối hợp hai cây đại trùy này, thực lực chân chính có thể chiến một trận với cường giả 1.600 đại đạo. Thực lực như vậy, ở trong nhiều người như vậy, nhất định có thể bài danh trước năm, nếu như không gặp hắn, hẳn có thể tiến thêm một bước, chỉ tiếc. Thiên nhãn của nhất vân phối hợp thiên phú võ đạo sư, chỉ lướt mắt nhìn, liền nhìn ra bảy tám nơi kẽ hở của đối phương, trường kiếm xoay chuyển nửa vòng, điểm về phía trước. Ngăn trở. Đối phương nhìn ra chiêu này lợi hại, song chùy đột nhiên giáp công, phong thanh phần phật. Thời gian nháy mắt, hai người ở trên đài chiến đấu bảy tám chiêu. Mỗi lần tráng hán mới vừa triển khai chiêu số ra, liền nhìn thấy kiếm khí của đối phương đâm tới kẽ hở, liên tục mấy chiêu, đều là như vậy, đánh hắn hoàn toàn không còn tự tin. Hai người đối chiến nhiều chiêu như vậy, ngay cả binh khí cũng không đụng tới một thoáng, từ xa nhìn lại, hoàn toàn như đơn độc biểu diễn một chiêu cuối cùng người có thể tiếp được ta coi như thua đánh như vậy tráng hán biết kiên trì khẳng định phải thua không thể nghi ngờ một tiếng giống to gân xanh lóe ra xong chùy đồng thời bổ xuống đột nhiên tuột tay thời điểm tỉ thí binh khí tuột tay là tối kỵ ở tình huống bình thường không có nắm chắc chém giết là tuyệt sẽ không có người làm như vậy dù sao có binh khí cũng chưa chắc có thể thắng được rời tay một khi không cách nào đánh giết đối thủ bại cục đã định ầm ầm Bất quá, Nhiếp Vân vừa nhìn thấy hắn ra chiêu, liền biết đối phương không phải ném ra lung tung, mà là một loại kỹ xảo đặc thù. Chiêu ném ra song chùy này, so với trước tốc độ nhanh hơn, lực lượng cũng càng thêm hung mãnh, lực lượng cuồng bạo gộp lại, từng tầng từng tầng, như sóng chiều bao phủ bốn phương tám hướng. Xem ra chiêu này, hắn không dùng thì thôi, một khi dùng tuyệt đối là phải giết. Nói cách khác, đối mặt song chùy của hắn, không cách nào né tránh, chỉ có thể cứng đối cứng thực lực của tráng hán có hơn một nghìn năm trăm đại đạo bố lớn lại là binh khí hạng nặng cầm trong tay vung vẩy uy lực liền không phải bình thường tuột tay bổ trợ uy lực đòn đánh này coi như cường giả một nghìn sáu trăm đại đạo đụng phải không cẩn thận cũng sẽ bị đập thành bánh thịt nuốt hận tại chỗ không hổ là tuyệt chiêu một khi sử dụng kinh động thiên hạ người xem cuộc chiến dưới đài tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc ngay cả nguyệt tràm cũng không ngoại lệ tráng hán này lúc trước ở khu thiên phẩm xếp hạng đếm ngược thứ hai không lộ ra trước mắt người đời khiến người ta không biết thực lực xác thực nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới chân chính bạo phát lên uy lực mạnh so với hắn cũng không kém bao nhiêu đây chính là ngươi nói ta sẽ động thủ truy sát gào thét mà đến Nhất vân không lùi cũng không trốn tránh trái lại hai chân mở ra khẽ mỉm cười đột nhiên hít một hơi bộ ngực của hắn bắt đầu bành trướng tay phải cầm kiếm nhẹ nhàng hơi động trường kiếm cắm trên mặt đất song quyền đồng thời oanh kích về phía trước nắm đấm đối chùy sắt tất cả mọi người thấy cảnh này đều cảm thấy điên rồi tuy đôi chùy sắt kia không phải binh khí cao minh gì nhưng hỗn độn thần binh trung phẩm phối hợp kỹ xảo của đối phương binh khí cùng cấp đụng vào cũng sẽ lập tức vỡ vụn hắn dùng nắm đấm liều chẳng lẽ không muốn sống ngay cả tráng hán thấy cảnh này cũng cảm thấy khó mà tin nổi bất quá tiếp theo cảnh tượng để mọi người càng khó tin xuất hiện nắm đấm của Nhất vân không hề che lấp va và vào chùy sắt keng keng hai nắm đấm đối đầu hai cái truy sắt bay tới lẽ ra nên có âm thanh gãy xương vang lên nhưng xuất hiện ở trước mặt mọi người là truy sắt xẹp thành đại bính cái gì cúi đầu nhìn chỉ thấy hai hỗn độn thần binh trung phẩm đã biến thành sắt vụn phía trên có hai rãnh sâu dáng dấp rõ ràng là nắm đấm của đối phương chuyện này tay không đánh hỗn độn thần binh trung phẩm thành như vậy hết thảy người nhìn thấy cuộc tranh tài này đều hít vào một ngụm khí lạnh này là người sao lẽ nào cơ thể hắn so với hỗn độn thần binh trung phẩm càng thêm đáng sợ trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía nhiếp vân ánh mắt đều thay đổi thế nào chịu thua chưa không để ý tới vẻ mặt của mọi người nhiếp vân nhàn nhạt nhìn về phía tráng hán ta chịu thua tráng hán cũng là người sảng khoái biết công kích mạnh nhất không có tác dụng chơi xấu cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì trực tiếp đầu hàng ha ha kỳ thực ngươi sớm nên đầu hàng tráng hán chịu thua thi đấu kết thúc hắn vừa mới nhảy xuống đài tỉ thí liền nghe tiếng cười của nhiếp đồng vang lên sớm nên đầu hàng tại sao ngươi xe mi phục của ngươi đi nhiếp đồng cười nhạt quần áo trắng hắn cúi đầu nhìn sắc mặt nhất thời thay đổi chỉ thấy quần áo trên người hắn nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại nhưng gió vừa thổi tới vài vụn tung bay xuất hiện mấy chục lỗ thủng mỗi một nơi đều là chỗ yếu hại hẳn phải chết mới vừa rồi thời điểm chiến đấu với đối phương chẳng biết lúc nào sử dụng kiếm đâm ra nhiều lỗ kiếm như vậy. Mỗi một nơi, đều có thể đưa hắn vào chỗ chết. Nhất vân đại nhân, ta thua. Tráng hán thế mới biết đối phương hạ thủ lưu tình, thật muốn động sát tâm, e là chiêu thứ nhất cũng đã mất mạng, nghĩ tới đây đi tới trước mặt nhất vân, phủ phủ quỳ ở trên đất, âm thanh to rõ vang vọng. Tâm phục khẩu phục, ở đây thi đấu, chiến thắng không ít, lại để cho đối thủ vui lòng thừa nhận thất bại, cơ hồ không có, thanh âm to rõ của tráng hán vờn quanh đại sành tất cả mọi người đồng loạt nhìn qua tràn đầy nghi hoặc đây là có chuyện gì cũng có không ít thấy được hai người chiến đấu đều vì kiếm pháp của Nhất vân mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi một kiếm giết đối thủ cũng không có gì nhưng ở trên người đâm nhiều kiếm như vậy đối thủ ngay cả phát hiện cũng không phát hiện cái này lại để cho người kinh dị rồi đến cùng là kiếm pháp gì có thể làm được loại trình độ này nguyệt tràm cũng xem một màn này ở trong mắt trong nội tâm sợ đến cơn sóng gió động trời sắc mặt khó coi coi như là hắn muốn ở dưới tình huống tráng hắn không biết chút nào đâm ra vô số lỗ thủng là không thể nào làm được tiểu tử này nhất định là kiếm pháp cao minh cùng hắn gặp gỡ phải nghĩ biện pháp để cho hắn không dùng kiếm nắm đấm siết chặt trong nội tâm âm thầm tính toán kiếm thuật của đối phương thật sự quá mạnh mẽ hắn cũng cảm thấy khó giải nếu như có thể nghĩ đến biện pháp để cho hắn không dùng trường kiếm thì tốt rồi không đúng nhục thể của hắn cũng rất mạnh bằng không thì không có khả năng một đấm đánh hỏng hỗn độn thần binh trung phẩm ý nghĩ này vừa xuất hiện lập tức nhớ tới trước kia nhiếp vân tay không tất sắt một chiêu đánh tan hỗn độn thần binh trung phẩm cái này không có quan hệ gì tới kiếm pháp chỉ là thân thể công kích cho dù đối phương không dùng kiếm loại thân thể này hắn tự nhận cũng không phải đối thủ đều là tiểu tử thúi mặc trần kia chọc cho ta địch nhân cường đại như vậy nhíu mày nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt Ngón tay Nguyệt Trảm vẫy vẫy, một tiểu đệ trước kia ở khu thiên phẩm đi tới. Nói với tiểu đệ này vài câu, tiểu đệ gật gật đầu, đi tới trước mặt Nhiếp Vân. "Nhiếp Vân, Nguyệt Trảm lão đại chứng kiến trận đấu vừa rồi của ngươi, trong nội tâm sinh ra tâm ái tài, qua một hồi lên đài tỉ thí, chỉ cần ngươi trực tiếp nhận thua, chuôi Hỗn Độn Thần binh thượng phẩm này liền lạc của ngươi." Tiểu đệ khẽ vươn tay truyền qua một không gian dung khí. "Hỗn Độn Thần binh thượng phẩm?" Nhiếp Vân cười ha ha. Muốn dùng cái này hối lộ ta, để ta thua hắn, ngươi về khuyên hắn đừng nằm mơ nữa, chỉ cần ở trên đài tỉ thí có thể thắng được ta, giết ta cũng không sao cả, thua, vậy thì khó mà nói rồi. Nhất Vân nói đến đây, thanh âm không có chút nào áp chế, cố ý truyền bá ra ngoài, vì tiểu đệ này trong tay đang cầm đồ vật, liền chứng kiến ánh mắt của mọi người đồng loạt xem qua, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hối lộ, chuyện gì xảy ra? Nguyệt Tràm có mâu thuẫn với Nhất Vân này, vẫn muốn giết hắn hiện tại bị phân đến một lôi đài đoán chừng chứng kiến thực lực của Nhất vân nên sợ hãi một kiện hỗn độn thần binh thượng phẩm liền muốn hối lộ người khác nguyệt trảm này thật đúng là đủ keo kiệt tất cả mọi người không phải người ngu chứng kiến động tác của hai người lại nghe Nhất vân nói sao đoán không ra ai cũng cười lạnh đồng loạt nhìn sang nguyệt trảm thứ không tán thưởng biết rõ cái này xem như mất mặt xấu hổ rồi sắc mặt nguyệt trảm càng thêm âm trầm hất tay cũng không để ý tới biểu lộ của mọi người vừa vặn đến phiên hắn tỉ thí trực tiếp nhảy lên đài tỉ thí trận đấu phía sau không cần tiếp tục rút thăm người thắng cùng người thắng tỉ thí thất bại tự động đào thải tỉ như hai người rút thăm được giáp nhất người thắng sẽ cùng giáp nhị chiến thắng giao đấu người thắng giáp tam sẽ cùng người thắng giáp tứ đấu đều là người thắng giao thủ từng sân thi đấu tổng cộng không có mấy cuộc tranh tài người cùng nguyệt trảm tỉ thí tuy thực lực rất lợi hại nhưng so với hắn vẫn chênh lệch một tí rất nhanh liền bại trận. Về phần thi đấu với Nhất Vân, là người thắng bính nhất, vì này trước kia chỉ là người khu địa phẩm, vừa rồi tráng hán cùng Nhất Vân tỉ thi hắn cũng thấy, biết không phải đối thủ, lên đài liền trực tiếp nhận thua. Dù sao thua cường giả cũng không mất mặt. Trận đấu thực lực cách xa tiến hành vô cùng nhanh, nhiếp Đồng là cái thứ nhất tiến vào trận chung kết. Đối chiến với hắn là một người đã từng ở khu thiên phẩm, nghe nói người này xếp đến vị trí thứ tư khu thiên phẩm, thực lực chừng 1.600, tiếp cận 1.700 đại đạo, nhiếp đồng chiến đấu hắn nhìn rất rõ ràng biết thiếu niên trước mắt này thực lực không yếu hơn hắn cho nên vừa lên đài liền trực tiếp thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất tuyệt chiêu của hắn không ở binh khí mà là một loại năng lực đặc thù một quyền đánh ra luận võ tràng như là lâm vào đêm tối là mặc hắc quật hắc ám trầm luân ta nhận thức người này hắn gọi mặc thanh là đệ tử thiên tài nổi danh mặc hắc quật mặc hắc quật xem như thế lực nổi danh rồi nghe nói một thi triển ra chiều hắc ám trầm luân này, phương viên phạm vi nhất định sẽ lập tức biến thành đêm tối. Đây không phải hắc ám bình thường, mà là hắc ám tuyệt đối, mặc dù con mắt lại sáng cũng nhìn không tới, chỉ có phần bị đánh. Đúng vậy, thật đáng sợ, nếu ta gặp được, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người đương nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng nhiếp đồng đại nhân lại không nhất định, chờ xem. Chiều này vừa xuất hiện, người dưới đài lập tức nghị luận nhao nhao, mỗi người lộ ra vẻ kinh ngạc hắc ám tuyệt đối loại tình huống này mắt thường cái gì cũng nhìn không tới làm sao chiến đấu đăng 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 thời điểm mọi người ở đây không biết trên đài tỉ thí đến cùng chuyện gì xảy ra một tiếng bước chân vang lên lập tức liền chứng kiến một bóng người nhảy xuống đài tỉ thí nhấp đồng đại nhân lúc này trên mặt nhấp đồng không có bất kỳ biểu lộ đi tới bên người nhấp vân hô đợi hắn dừng lại mọi người mới phát hiện khói đen trên đài tỉ thí biến mất mặc thanh nằm dưới đất đã biến thành một cỗ thi thể. Thật lợi hại. Tất cả mọi người thấy mới biết, tuy hắc ám trầm luân của Mạc Thanh lợi hại, nhưng nhấp đồng mới là người cười đến cuối cùng. Danh ngạch đài tỷ thí giáp tự đã có, danh ngạch của đài tỷ thí ất tự cũng sắp có kết quả. Là một thanh niên rất ít nói chuyện, trước kia nhiếp vân cũng không chú ý, nhưng một chiêu ra tay, lập tức bộc phát ra hào quang trói mắt. Thực lực trọn vẹn đạt tới 1.800 đại đạo. Vị này đã từng ở gian phòng số một khu thiên phẩm, mặc dù nguyệt trảm hung hăng càn quấy cũng không dám khiêu chiến qua thực lực mạnh đáng sợ nhiếp đồng đã sớm thăm dò được thân phận người này lặng lẽ truyền âm tên thứ nhất khu thiên phẩm tạ đào thua không oan nhiếp vân gật đầu tạ đào cũng ở khu vực này bất quá đợt thứ hai đã bị loại ra tay đúng là người này danh ngạch khu vực ất tự xuất hiện đón lấy liền đến phiên nhiếp vân cùng nguyệt trảm trước kia nguyệt trảm muốn giết nhiếp vân đã sớm chuyển khắp toàn bộ khu khi đấu lúc này hai người đụng ở trên luận võ đài lập tức trở thành tiêu điểm nghị luận các người nói ai có thể thắng đây còn phải nói đương nhiên là nhiếp vân đại nhân cái này khó nói nguyệt tràm đã từng là người thứ hai khu thiên phẩm thực lực không thể khinh thường nếu như hắn lợi hại mà nói vừa rồi sẽ không tìm người hối lộ rồi nhất định là sợ hãi cái này khó mà nói chiến đấu không tới cuối cùng ai cũng không biết hư tức là thực thực chính là hư vạn nhất hắn cố ý làm như vậy, mê hoặc đối thủ thì sao? Các loại ý niệm lập loè ở trên không trung, có cảm thấy Nhất Vân sẽ thắng, có lòng tin với Nguyệt Trảm cũng có khối người. Hiện tại nhận thua còn kịp, một khi bắt đầu chiến đấu, ta sẽ không lưu tình. Đối với dưới đài nghị luận nhao nhao, hai người trên đài hoàn toàn không bị ảnh hưởng, con mắt Nguyệt Trảm nhao lại, khí thế trên người chậm rãi tăng lên, thanh âm trầm thấp âm lãnh. Vậy thì bắt đầu a. À? biết rõ tuy thực lực của mình tiến bộ rất nhiều, nhưng đối phương cũng không kém. Nhất Vân chẳng muốn nói nhảm, bàn tay khẽ động, trường kiếm hoạch xuất ra một đạo huyền ảo đặc thù, thẳng tắp đâm về phía trước. Hừ, chứng kiến kiếm pháp của đối thủ, hắn căn bản xem không hiểu, ra mặt co lại, cơ bắp toàn thân nguyệt trảm kéo căng, một thanh trường thương đâm tới. Hắn tuyển binh khí là trường thương, từ nhỏ luyện thương, để cho thương pháp của hắn kinh người. Mũi thương run lên, thương ảnh đầy trời, mũi thương hội tụ thành vô số cái bóng hư ảo vách tường như hoàn toàn do thương hội tụ thành căn bản nhìn không ra chơi nào là thực chơi nào là giả nguyệt chảm biết rõ nhiếp vân cường đại vừa ra tay liền thi triển ra tuyệt kỹ sở trường nhất lợi hại thấy đối phương có thể thi triển ra loại chiêu số này thần sắc của nhiếp vân dần dần trở nên ngưng trọng không hổ là người thứ hai của khu thiên phẩm để cho nhiều người cam tâm làm tiểu đệ của hắn như vậy thực lực so với bọn người lang tả thì cường đại hơn nhiều lắm hoàn toàn không thể so sánh nổi. Hô! Trong nội tâm khiếp sợ, trên mặt lại không có chút biểu lộ nào, thân thể nhẹ nhàng trượt, như cưỡi gió mà đi, trường kiếm của nhiếp vân vung lên. Đinh 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 đinh! Trường kiếm cùng mũi thương ở trên không trung gặp nhau, phát ra thanh âm như mưa to, tất cả công kích của Nguyệt Trảm bị nhiếp vân ngăn cản ở bên ngoài. Đáng giận! Thương nặng kiếm nhẹ, theo lý thuyết mỗi một lần đối bính, người cầm kiếm nên cảm thấy cực kỳ cố sức, nhưng Nguyệt chạm lại cảm giác mỗi lần thương kiếm va chạm, thân thương đều chuyển đến một loại ám kình, để cho bàn tay hắn như nhũn ra. Một thương một kiếm, cộng lại dài chừng hơn 3 mét, vậy mà lực lượng thông qua hai dạng đồ vật này chuyển đến, đây là cái công phu gì? Sao đáng sợ như thế? Tuy bề ngoài hai người đối binh thế lực ngang nhau, nhưng hắn biết rõ, ở dưới chiến đấu như vậy, hắn khẳng định không chịu nổi. hai người chiến đấu như long hổ đánh nhau các loại tuyệt chiêu tầng tầng lớp lớp làm dưới đài như si mê như say dưa trong một gian phòng bên cạnh đài tỷ thí mấy vị lão già ngồi ngay ngắn trong đó cũng nhìn một màn này ở trong mắt cửu tiên trưởng lão cũng có mặt chính là mấy vị trưởng lão trước kia phụ trách khảo hạch cửu tiên trưởng lão Nhếp vân cùng người chạm này thực lực mạnh mẽ đều là người nổi bật trong đám người ta xem không bằng phá lệ thu hai người làm đệ tử a à. mục đích chúng ta tuyển nhận đệ tử chính là vì để cho tông môn càng cường đại hơn hai vị thiên tài như thế có một cái hao tổn đều là tổn thất nhìn xem hai người chiến đấu có hai trưởng lão đều sinh ra ý thương tài ân này cũng không tệ các ngươi có ý kiến gì không cửu tiên trưởng lão nhìn về phía những người khác cửu tiên trưởng lão nguyệt trảm kia thực lực mạnh mẽ làm việc quả quyết hạo chân ta nguyện ý thu hắn làm đồ đệ một lão giả đứng dậy hạo chân trưởng lão trong đám người ngoại trừ cửu tiên trưởng lão, là thực lực mạnh nhất. Chưa bao giờ thu đệ tử, lúc này đột nhiên mở miệng muốn thu nguyệt tràm, tất cả mọi người sững sờ. Có thể làm cho hạo chân trưởng lão thu làm đệ tử, về sau nguyệt tràm này tiền đồ vô lượng. Cửu tiên trưởng lão cười ha ha, vuốt vuốt tròm dâu, nhìn quanh một vòng. Nhất vân kia, trừ vị có ai muốn thu làm đệ tử hay không? Nhất vân này kiếm pháp cổ quái, ta không am hiểu kiếm pháp, chỉ sợ khó có thể dạy bảo ta đối với luyện thể cũng không am hiểu cũng dạy không được nghe kiểu tiên trưởng lão hỏi mấy vị trưởng lão đồng thời lắc đầu đối với thực lực của nguyệt tràm bọn hắn còn có thể nắm chắc nhưng đối với nhiếp vân mặc dù là bọn hắn cũng có chút cảm giác nhìn không thấu xem không hiểu ngay cả chiêu số của đồ đệ cũng xem không hiểu thì làm sao dạy hắn mọi người đã không muốn làm sư phụ của hắn ta sẽ báo cáo chuyện này cho tông chủ để hắn làm ra quyết định tốt rồi bảo bọn hắn dừng tay đi cửu tiên trưởng lão cười khổ lúc trước hàn lang trưởng lão đề cử nói kiếm chiêu của nhiếp vân này hắn xem không hiểu vì tất cả mọi người cười nhạo hiện tại chính thức nhìn thấy cho dù là hắn cũng cảm thấy khó giải kiếm đạo đại đạo là đại đạo bài danh cực cao trong tông môn có thể hoàn toàn lĩnh ngộ chỉ có tông chủ tất cả mọi người cảm thấy không dám làm sư phụ của nhiếp vân chỉ sợ chỉ có tông chủ mới có thể đảm nhiệm tadia hạo chân trưởng lão đứng dậy hướng bên ngoài gian phòng mặt đi đến dừng tay thực lực của hai vị đã được các trưởng lão nhất trí tán thành quyết định đi tới trước sân khấu hạo chân trưởng lão cao giọng hô bất quá lời còn chưa nói hết da mặt co lại lửa giận thoáng một phát đốt tới đỉnh đầu ầm ầm xé rách phong ấn hạo chân trưởng lão đi vào trên đài chứng kiến thi thể nằm trên mặt đất sắc mặt âm tình bất định mãnh liệt ngẩng đầu tại sao ngươi lại giết hắn nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt mang theo tức giận vô cùng vô tận làm sao vậy Tỷ thí tử vong là rất bình thường ta không giết hắn hắn sẽ giết ta có gì kỳ quái chứ nhiếp vân thản nhiên nói tuy nguyệt chạm công kích cường đại thực lực cũng không yếu nhưng rất nhanh liền cho hắn phát hiện nhược điểm vốn còn muốn tiếp tục cân nhắc thoáng một phát dù sao có thể chiến đấu với đối thủ thực lực mạnh như thế đối với bản thân hắn cũng có chỗ tốt rất lớn ai ngờ hạo chân trưởng lão lao đến nghe được hắn nói nhiếp vân đã biết rõ đối phương có khả năng không muốn nguyệt trảm chết đã như vậy giải quyết dứt khoát một kiếm diệt sát. Loại người như Nguyệt Trảm này, cừu hận đã kết, không thể lưu người sống, nếu không ở sau lưng ngáng chân, phiền toái càng thêm nữa. Ngươi, rất tốt, tất cả trưởng lão đều không dám thu ngươi làm đệ tử, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có dạng bổn sự gì. Không nghĩ tới nhiếp vân còn dám phản bác hắn, ánh mắt hạo chân trưởng lão híp lại, đưa tay về phía trước. Trường lực còn chưa tới trước mặt, liền để cho không gian vạn vẹo, khí tức tản mát ra, làm cho cả đài tỉ thí không ngừng run rẩy. Hắn vừa định thu Nguyệt tràm làm đệ tử, đã bị đối phương chém giết, như thế nào không giận. Hơn hai ngàn đại đạo. Như Vân lập tức nhìn ra thực lực của đối phương, tuy tu vi xác thực không cách nào phán đoán, nhưng tuyệt đối vượt qua hai nghìn. Ca ca, ta tới giúp ngươi. Nhấp đồng thả người nhảy qua, trường kiếm đâm thẳng. Tốt, huynh đệ chúng ta liên thủ, liền nhìn xem trưởng lão của quy khư hải này có bản lãnh gì. Thấy đệ đệ đi tới trước mặt, Nhất Vân cười ha ha, ngón tay bay múa, vận kiếm như gió, lăng không đâm xuống. Đối với kiếm pháp của đệ đệ hắn hiểu rất rõ ràng, biết rõ thiếu hụt cùng ưu điểm của đối phương, tuy bình thản không có gì lạ bổ một kiếm, trên thực tế lại bù lên tất cả khuyết điểm của đối phương, làm ra tác dụng vẽ rồng điểm mắt. Ân Vốn hạo chân trưởng lão, đối với chiều số của nhấp đồng là không thèm để ý, mặc dù có chút quỷ dị, nhưng không tạo được bất cứ thương tổn gì, nhưng nhấp vân bổ một kiếm này, lại làm cho kiếm pháp vốn quỷ dị kia trở nên càng thêm đáng sợ ngay cả hắn cũng chần chờ nhìn không được lui về phía sau nửa bước hạo chân trưởng lão cường giả hơn hai ngàn đại đạo mặc dù hai người nhiếp vân liên thủ dựa theo đạo lý cùng hắn cũng kém khá xa hoàn toàn không thể so sánh nhưng liên thủ liền để cho hắn lui về phía sau nửa bước hoàn toàn chính xác ra ngoài ý định ta đến nhìn xem các ngươi có dạng thực lực gì sắc mặt trầm xuống lấy chỉ làm kiếm đầu ngón tay của hạo chân trưởng lão kích bắn kiếm khí ba đạo kiếm khí hình thành xu thế tam tài giống như trong chớp mắt tạo thành một trận pháp cự đại lâm vào trong đó liền triệt để bị động kiếm pháp cao minh xuất kiếm phù hợp trận pháp vô luận công thủ đều sẽ lâm vào bị động hạo chân đúng là như thế tuy chiêu số của hắn không đủ mới lạ lại trung quy trung củ sơ hở cực nhỏ nhiếp đồng dưới sườn trái ba thốn đối mặt chiêu này nhiếp vân hừ nhẹ một tiếng đối với Kaka nói tin tưởng không nghi ngờ nhếp đồng tiến về phía trước một bước kiếm đâm ra vị trí đúng là dưới sườn trái ba thốn của đối phương không sai chút nào khi kiếm của hắn đâm ra kiếm của nhếp vân cũng động ngang nhiên đứng thẳng như long xả một kích thẳng phá mi tâm hai kiếm này thoạt nhìn thường thường không có gì lạ nhưng hạo chân trưởng lão đâm ra ba đạo kiếm khí đụng một cái lập tức như khí cầu bị đâm rách vì thế tiêu tán không còn chút lực lượng ân Năm mơ cũng không nghĩ tới tuyệt chiêu tam tài kiếm của hắn sẽ bị phá giải hơn nữa nhanh chóng như thế hạo chân trưởng lão thế mới biết hai thiếu niên trước mắt này tuy thực lực chân chính kém khá xa hắn nhưng liên hợp lại liền đủ làm đối thủ của hắn hô lần nữa lui về phía sau nửa bước tránh đi kiếm khí của hai người không còn khinh thị như trước bảy tay trái của hạo chân quay cuồng tay phải đẹp ra nhấn ra lập tức không trung lóe ra hào quang trói mắt tựa như liệt nhật tiến đến khiến người lóa mắt chiêu này của hắn là một trong các võ kỹ nổi tiếng của quy khư hải tam dương khai thiên thủ bàn tay điệp ra phóng xuất tiên lực ra rồi đột nhiên bạo tạc nổ tung trói mắt tựa như ánh mặt trời kích thích kịch liệt sẽ để cho người trong thời gian ngắn không thấy đường tuy chiêu này không có quá nhiều kỹ xảo lại có chút tương tự hắc ám trầm luân của mặc thanh một khi thi triển để cho người lập tức lâm vào bị động nhiếp đồng kiếm chìm bảy tấc nhiếp vân không bị bất luận ảnh hưởng gì lần nữa hử nhẹ mũi kiếm đi thẳng nhập đề theo sát đằng sau kiếm khí của nhiếp đồng đâm về hạ bộ của đối thủ đồng tử của hạo chân trưởng lão co rụt lại tam dương khai thiên thủ đột nhiên phóng thích hào quang lợi hại đến cực điểm để cho người mất đi chủ động công kích phối hợp chiêu số đằng sau mặc dù cường giả hơn hai ngàn đại đạo đụng phải cũng khó có thể ngăn cản uy lực vô cùng xanh khí rất lớn nhưng trên thực tế chiêu này cũng có ưu khuyết điểm hai thiếu niên công kích đúng là chỗ nhược điểm của bộ trường pháp này cái này điều này sao có thể chứng kiến chiêu này đã biết rõ bị người nhìn ra sơ hở, rơi vào đường cùng, hạo chân trưởng lão lần nữa lui về phía sau nửa bước. Từ vừa mới bắt đầu chiến đấu, ba người công kích không có đụng vào thoáng một phát, nhưng hạo chân trưởng lão lại liên tiếp lui về phía sau một bước rưỡi. Người dưới đài thấy một màn như vậy, tuy không hiểu huyền bí chiến đấu của bọn hắn, nhưng cũng biết ai chiếm ưu thế rồi. Vị kia là hạo chân trưởng lão, thực lực đã tiếp cận kim giáp tướng, tuyệt đối đạt tới hơn 2.400 đại đạo, chiến đấu với nhiếp vân, nhiếp đồng, rõ ràng lui về phía sau đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không phải là hắn cố ý nhường nhịn chứ không có khả năng người xem nét mặt của hắn ngưng trọng tên lực toàn thân sôi trào mỗi lui một bức đài tỉ thí sẽ lưu lại dấu chân những dấu chân này không phải hắn tận lực dẫm ra mà là lực lượng trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn không tự giác sinh ra đấy không tự giác sinh ra chẳng phải là nói hai người nhấp vân liên thủ thực lực đã tiếp cận kim giáp tướng dưới đài các loại ý niệm tung bay cả đám mở to hai mắt nhìn mà ngay cả tên thứ nhất ở khu thiên phẩm cái gì cũng không quan tâm kia thấy một màn như vậy nắm đấm cũng âm thầm siết chặt đại đạo càng về sau càng khó tu luyện sau hai nghìn đại đạo càng là khó càng thêm khó thực lực sai biệt cũng như thiên địa không có khả năng so sánh dựa theo tình huống bình thường một cường giả hai nghìn đại đạo chiến thắng đánh chết trên trăm người một nghìn năm trăm đại đạo cũng không có vấn đề gì thực lực của hạo chân trưởng lão càng tiếp cận kim giáp tướng đừng nói loại thực lực như nhiếp vân cho dù hắn lĩnh ngộ một nghìn tám trăm đại đạo lên một trăm cái cũng không phải đối thủ nhưng huynh đệ đối phương liên thủ lại hoàn mỹ chế trụ hạo chân trưởng lão không ngừng lui về phía sau nếu như nói hạo chân trưởng lão làm bộ tuyệt không có khả năng này lúc này trên đầu hắn mồ hôi chảy ra sắc mặt đỏ lên đại đạo trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn mỗi đi một bước mặt đất đều phát ra lắc lư lưu lại một dấu chân những dấu chân này bình bình trình trình chẳng những khoảng cách hoàn toàn nhất trí ngay cả chiều sâu cũng giống như đúc lĩnh ngộ hơn hai ngàn đại đạo bản thân đã đạt được đại đạo tán thành nhất cử nhất động dung hợp thiên đạo thực lực phi phàm hai người kia đến cùng là quái thai gì về sau quyết không thể đối địch với bọn hắn vị cường giả từng đã là thiên phẩm số một này qua cả buổi mới thở ra một hơi trong lòng quyết định người khảo hạch trong đại điện cả đám khiếp sợ nói không ra lời trong phòng rất nhiều trưởng lão cũng mở to hai mắt nhìn vốn chứng kiến hạo chân trường lão rõ ràng động thủ với người khảo hạch ý định tiến lên khuyên can nhưng thấy một màn như vậy mọi người đều ngừng lại chiêu này đến cùng có ý gì không nghĩ tới tam tài kiếm rõ ràng có thể dùng loại phương pháp này phá giải quả thực văn sở vị văn mới nghe lần đầu mỗi lần ta giao thủ với hạo chân trường lão đều sẽ ăn thiệt thòi vì chiêu tam dương khai thiên thủ của hắn không nghĩ tới phá giải lại đơn giản như thế nhược điểm các ngươi xem đã giao thủ hơn 10 chiêu hạo chân trưởng lão rõ ràng một mực lui về phía sau không có một bước vượt lên trước những trưởng lão phụ trách khảo hạch quy khư hải này cả đám giật mình nhìn về phía hai huynh đệ trên đài như thấy được quái vật thật đáng sợ hạo chân trưởng lão ở trong đám người bọn hắn là gần với cửu tiên trưởng lão thực lực như thế rõ ràng bị hai thiếu niên làm cho liên tiếp lui về phía sau ngay cả cơ hội trở tay cũng không có không phải tận mắt nhìn thấy là tuyệt khó tin tưởng chiến đấu với người đoạt công mới có phần thắng một mực bị động phòng thủ liên tiếp lui về phía sau chẳng lẽ họ chân trưởng lão còn có thể thua sao chiêu này không đúng kiếm sao có thể dùng như vậy sử dụng kiếm như vậy mà nói tương đương dùng hết chiêu số một khi đối phương phản kích thì làm sao bây giờ không chỉ những trưởng lão bình thường này ngần người ngay cả cửu tiên trưởng lão cũng thì thào tự nói cảm thấy ngây dại hai thiếu niên kia sử dụng chiêu số ở trong mắt hắn xem ra rất nhiều đều là nét bút hỏng dưới tình huống bình thường không cho phép sử dụng thậm chí còn cấm, nhưng lúc này phối hợp dùng đến, lại có thu hoạch để cho người không tưởng được. Điểm ấy từ Hạo Chân trưởng lão liên tục lui về phía sau có thể nhìn ra. Song phương giao thủ, một chiều cũng không có va chạm, Hạo Chân trưởng lão đã lui 17 18 bước, cho dù hắn muốn làm được điểm ấy, cũng cơ hồ không có khả năng. Trong nháy mắt, trưởng lão vốn trên cao nhìn xuống, chỉ điểm Giang Sơn, tất cả đều nhìn kiếm pháp của hai thiếu niên trước mắt như si mê như say xưa, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ai dám tưởng tượng trên đời thậm chí có phối hợp lợi hại như thế kiếm chiêu cường đại như thế thậm chí rất nhiều kiếm chiêu xuất hiện bọn hắn cũng không hiểu nổi chuyện gì xảy ra chờ thời điểm phát hiện ảo diệu song phương lại giao thủ mấy chiêu rồi ha ha sảng khoái hạo chân trưởng lão liên tiếp lui về phía sau rốt cục cảm thấy dưới chân cứng đờ đi tới biên giới đài tỷ thí biết rõ lại lui về phía sau một bước nhất định sẽ trực tiếp té xuống cùng hai người liên thủ tranh đấu không cần phải nói hắn đã thua. Bất quá hắn lại không tức giận, ngược lại cười to một tiếng, hai tay giơ lên, thu hồi bàn tay vào ống tay áo. Hắn đột nhiên thu tay lại, công kích của hai người nhất vân cũng im bặt mà dừng, đứng ở giữa không trung. Hai người các ngươi liên thủ, kiếm pháp có hiệu quả quỷ thần khó lường, ta không phải là đối thủ. Hạo chân trưởng lão gật gật đầu, khẽ vươn tay. Tại hạ quy khư hải trưởng lão hạo chân, hoan nghênh nhị vị trở thành đệ tử của quy khư hải nghe được đường đường trưởng lão trực tiếp thừa nhận không phải đối thủ hơn nữa thái độ như thế như phần biết rõ vị hạo chân trưởng lão này trên thực tế là người có đại khí độ vừa rồi hắn tức giận hẳn là cố ý có thể là vì thí nghiệm mình lại không nghĩ rằng hai huynh đệ bọn hắn liên thủ sẽ có uy thế như thế vừa rồi ta thi triển ra quỷ vực liên hoàn thủ hai người các ngươi đâm ra kiếm pháp như linh dương móc xác để cho ta căn bản ngăn không nổi có thể thi triển lại một lần để cho ta nhìn kỹ thoáng một phát hay không dừng lại công kích hai mắt hạo chân trưởng lão như ánh huỳnh quang còn có chiêu đó chiêu số các người phá giải tam dương khai thiên thủ của ta hắn là vũ si nhìn thấy chiêu số tốt có thể nào buông tha giới thiệu mình xong lập tức bày ra tư thái khiêm tốn thỉnh giáo chiêu kia là như thế này nhất vân thấy đối phương thành khẩn không có hương vị khác chút nào lúc này cũng không lưu giảng giải từng chiêu một ba người đối chiêu từ bắt đầu đến chấm dứt chừng bốn năm mươi chiêu hơn nữa tốc độ biến chiêu cực nhanh thường thường một cái hô hấp liền ra khoảng ba chiêu động tác nhanh chóng như thế nhất phân phân tích từng chiêu không có chút sai lầm nào ngay cả hạo chân trưởng lão ch hát âm thầm kinh hãi xem ra đối phương còn có lưu lực nếu không tuyệt đối không thể phân tích chiêu số tinh chuẩn như thế cái này trưởng lão quy khư hải thình giáo người khảo hạch ta không nhìn lầm a à. trên đài một lão hai thiếu thảo luận kiếm thuật dưới đài tất cả mọi người đều cảm giác được sắp muốn điên rồi thỉnh giáo kiếm thuật luôn luôn là độc quyền của đệ tử sao hiện tại biến thành trưởng lão thỉnh giáo đệ tử hơn nữa nhìn thái độ của hai người chậm rãi nói ra không có chút cấm kỵ cùng khó coi nào ngược lại cảm thấy cực kỳ tự nhiên khó trách quy khư hải có thể thành một trong bốn thế lực lớn của càn huyết vương triều trăm triệu năm không suy quả nhiên có bầu không khí rất tốt đúng vậy nếu như ta là trưởng lão ngay cả hai người khảo hạch cũng đánh không lại mất mặt xấu hổ nhất định sẽ xoay người rời đi Tuyệt không làm được như Hạo Chân trưởng lão, khiêm tốn thỉnh giáo. Đây mới thực sự là bầu không khí của tu luyện giả, gia nhập loại tông môn này, lo gì thực lực không tăng. Chứng kiến hai người ở trên đài luận đạo, mọi người dưới đài đều nghiêm nghị kính nể. Đường Đường trưởng lão bị người đánh bại, không chỉ không thẹn quá thành giận, ngược lại thái độ hòa ái tới luận đạo như thế, chỉ phần tâm tình này là rất nhiều người không học được. Vừa mới bắt đầu luận đạo, chỉ có Nhiếp Vân cùng Hạo Chân trưởng lão chỉ chốc lát bọn người hàn lang trưởng lão thấy tâm ngứa khó nhịn cũng gia nhập đi vào cuối cùng ngay cả cử tiên trưởng lão cũng tới một đám trưởng lão cùng hai người khảo hạch đàm luận kiếm chiêu thảo luận võ học không biết qua bao lâu mọi người mới dừng lại lúc này nhất vân mới phát hiện bọn hắn rõ ràng thảo luận 10 ngày 10 đêm 10 ngày 10 đêm này không chỉ chư vị trưởng lão cảm thấy tiến bộ rất lớn ngay cả nhất vân cũng cảm thấy toàn thân thoải mái dung hợp linh hồn sư nguyên khí sư võ đạo sư kết hợp càng thêm hoàn mỹ thiên phú thiên cơ sư cũng bắt đầu dục dịch tựa hồ tùy thời sẽ cùng ba loại đại đạo kia ra hòa một khi bốn loại thiên phú triệt để dung hợp nhất vân có loại cảm giác thực lực tuyệt đối sẽ đột phá hai nghìn đại đạo đương nhiên tiến bộ lớn nhất không phải bọn hắn mà là Nhất đồng trải qua luận đạo với mọi người hai mắt nhiếp đồng như sao hào quang bắn ra bốn phía mỗi đi một bước đều mang theo lực lượng đặc thù tựa hồ lực khống chế với tảng nguyệt trí tôn vực này càng mạnh hơn nữa khống chế tạo vật chi lực càng thêm thuần thục trước kia hắn chỉ có thể khống chế phạm vi xung quanh thân kiếm mà bây giờ một kiếm chém ra dùng hắn làm trung tâm mấy chục thước không gian đều sẽ lập tức mất đi đương nhiên loại năng lực này hắn cũng không thi triển ra dù sao quá mức kinh thế hãi tục không thuộc về tam thiên đại đạo một khi sử dụng thân phận tu la vương trọng sinh khó bảo toàn sẽ không bị phát hiện lúc trước tu la vương là bị tam vương khác liên thủ đánh chết bây giờ ở a dục vương tàng nguyệt trí tôn vực vẫn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Luận đạo 10 ngày, không chỉ những trưởng lão này như si mê như say xưa, ngay cả người đến khảo hạch, cũng nghe mà tâm trì thần đắng. không kiềm chế được. Có thể tới tham gia quy khư hải khảo hạch, hơn nữa lấy được thứ tự như thế, từng cái đều có thể được xưng tụng tuyệt tình thiên tài. Tuy nội dung nhiếp vân cùng các vị trưởng lão thảo luận cao thâm mặt chắc, bọn hắn rất khó lý giải, nhưng chỉ lĩnh ngộ một chút, đã cảm thấy được ích lợi vô cùng. ầm ầm một hồi linh khí cuồng bạo cấp tốc vào tới, làm tất cả mọi người từ trong lĩnh ngộ đại đạo tỉnh táo lại. Xem, lại một cái đột phá, mười ngày nay là cái thứ bảy đột phá rồi. Lý giải đại đạo, lời lẽ dễ hiểu, thuận miệng một câu, liền chỉ hướng hạch tâm của đại đạo. Trước kia ta vẫn cảm thấy nhiếp vân tiền bối có tiếng không có miếng, thật muốn đối chiến với Nguyệt Tràm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hiện tại mới biết được. Nguyệt Tràm thật sự là ếch ngồi đáy giếng, làm sao có thể so sánh với nhiếp vân tiền bối. Đúng vậy, Mấy ngày nay nghe nhiếp phân tiền bối luận đạo, ta thu hoạch rất lớn, nói thật. Nếu như có thể một mực nghe hắn diễn giải, chỉ sợ không dùng được 3 năm, thực lực của ta có thể tăng lên gấp đôi, 30 năm, lĩnh ngộ nhiều thêm 30 đại đạo là không có vấn đề gì. Ta cũng có loại cảm giác này, trước kia ta vẫn cảm thấy đại đạo chỉ cần vùi đầu lĩnh ngộ là được, hiện tại mới biết. Loại ý nghĩ này, buồn cười đến cực điểm, nếu như sớm có thể gặp được nhếp vân tiền bối diễn giải, thực lực bây giờ tuyệt đối vượt qua nguyệt tràm trùng kích đệ tử hạch tâm cũng không phải là không có khả năng từ trong lĩnh ngộ tỉnh lại lúc này mọi người mới phát hiện luận đạo trên đài đã chấm dứt mỗi người lộ ra vẻ tích hận ngắn ngủn 10 ngày luận đạo tuy không phải là diễn giải chính thức nhưng mọi người dưới đài đã được ích lợi không nhỏ cả đám nhìn về phía nhất vân tất cả lộ ra vẻ sùng bái cường giả vô luận đi đến nơi nào cũng được người tôn kính hiện tại nhất vân chính là như vậy đổi lại trước khi luận đạo người khác nhìn thấy hắn tối đa xưng hô một tiếng nhiếp vân hoặc nhiếp vân đại nhân mà bây giờ tất cả đều tôn xưng tiền bối loại xưng hô này không có tận lực biến hóa hết thải thuận theo tự nhiên lại không người cảm thấy không đúng thậm chí cảm giác được chỉ có xưng hô như thế mới xứng với đối phương nương theo linh khí trùng kích người ở trong luận đạo được lợi khí tức đột phá trên người dần dần thở bình thường lại cửu tiên trưởng lão thở ra một hơi nhìn về phía hai thiếu niên bình thản không có gì lạ kia lần này luận đạo được lợi rất nhiều, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản là không tin tưởng, trên đời còn lưu lại sáng minh châu chói như thế. Phút phút trầm dâu, cửu tiên trưởng lão thở dài một tiếng. Vốn ta cho rằng, người lý giải kiếm pháp đại đạo, ta không có tư cách dạy ngươi quy khư hải chỉ sợ chỉ có trưởng giáo đại nhân mới có tư cách, hiện tại xem ra, chỉ sợ trưởng giáo đại nhân cũng không cách nào dạy ngươi rồi. Trưởng lão quá khen! Không nghĩ tới đối phương cho ra đánh giá như thế, nhiếp Vân vội vàng đứng dậy mười ngày luận đạo hắn chỉ nói ra lý giải của mình đối với đại đạo còn đối phương giảng giải tri thức lại để cho hắn hiểu rõ tả nguyệt trí tôn vực ngày càng nhiều hơn nữa thiên cơ sư võ đạo sư sắp dung hợp cẩn thận nói tiếp hắn thu hoạch càng lớn để cho đối phương khen ngợi như thế thật sự chịu không nổi có tư cách hay không ta nói không tính cửu tiên trưởng lão lắc đầu chỉ dưới đài ân lúc này nhiếp vân mới quay đầu nhìn lại dưới đài chỉ thấy trước đài tỷ thị chữ bính đã đứng đầy người mọi người tham gia khảo hạch cả đám nhìn về phía hắn và nhiếp đồng tràn đầy tôn kính giờ mau áo đột nhiên một người bái xuống đất nhấp vân tiền bối ngày khác nếu ta có tiến bộ công lao của ngài lớn nhất xin nhận ta cúi đầu nói xong quỳ xuống đã có cái thứ nhất thì có thứ hai trong nháy mắt trong đại sảnh còn thừa lại hơn 20 người đồng loạt quỳ rạp xuống đất dùng nghi lễ học sinh bái kiến sư tôn đối với hai người bái một cái làm như vậy không được ta hà đức hà năng sao dám nhận đại lễ nhiếp vân lại càng hoảng sợ người có tư cách nhận nói thật coi như là chúng ta cùng với người luận đạo mười ngày cũng có hiểu ra thu hoạch thật lớn thỏ tay ngăn nhiếp vân cử tiên trưởng lão cười gật đầu trưởng lão nói như vậy để cho ta kinh sợ rồi không nghĩ tới thuận miệng nói ra một ít nghi hoặc hóa giải một vài vấn đề lại đạt được đánh giá cao như vậy như phần mỉm cười lắc đầu kỳ thật hắn không biết tà nguyệt trí tôn vực có thể hoàn toàn lĩnh ngộ tam thiên đại đạo quán thông một thân ngoại trừ cường giả chúa tể cấp chỉ sợ chỉ có hắn rồi hiện tại hắn kém bất quá là tu luyện tất cả đại đạo đến đại thành mà thôi chính bởi vì tam thiên đại đạo tập trung vào một thân cho nên lý giải đối với đạo đã vượt xa người bình thường 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 ở trong mắt hắn chỉ là thuận miệng một câu nhưng đối với những người khác lại là cảnh tình tuyên truyền giác ngộ triều tiên trưởng lão cười nhạt một tiếng không tiếp tục miệt mài theo đuổi thanh âm truyền tới vừa rồi ta cùng mấy vị trưởng lão khác thương nghị qua sẽ liệt ngươi thành đệ tử hạch tâm thứ nhất tiến vào quy khư hải đương nhiên dùng lĩnh ngộ của ngươi đối với đại đạo cho ngươi làm trưởng lão cũng là nhân tài không được trọng dụng nhưng thực lực trước mắt của ngươi còn có chút yếu hy vọng ngươi có thể thông cảm ân nhiếp vân gật đầu thực lực của hắn bây giờ làm đệ tử hạch tâm của quy khư hải cũng có chút miễn cưỡng muốn hắn làm trưởng lão nhất định sẽ gây ra phong ba rất lớn một khi như vậy chính thức muốn an tính tu luyện sẽ khó hơn lên trời cho nên để cho hắn thành đệ tử hạch tâm là lựa chọn tốt nhất bất quá ngươi yên tâm quy khư hải chúng ta sẽ không để nhân tài không được trọng dụng tuy ngươi là đệ tử hạch tâm nhưng vừa đến tông môn chúng ta sẽ lập tức xin cho người đãi ngộ cùng tài nguyên tốt nhất vô luận quyền hạn hay cấp bậc đều sẽ không thấp hơn chúng ta thấy nhiếp vân sảng khoái đáp ứng như thế cửu tiên trưởng lão thỏa mãn gật đầu nói tiếp như vậy thì quá long trọng rồi nhiếp vân lắc đầu không long trọng luận đạo mấy ngày người trợ giúp chúng ta vượt xa những đãi ngộ này bất quá chúng ta quyền lợi có hạn chỉ có thể làm được như vậy thái độ của cửu tiên trưởng lão thành khẩn vậy thì đa tạ thấy bộ dáng của hắn nhiếp vân biết rõ đối phương đã làm ra quyết định không thể sửa đổi đành phải gật đầu đáp ứng về phần nhiếp đồng hắn không muốn tách ra kaka ca ca, cũng làm đệ tử hạch tâm luận đạo 10 ngày làm trễ nãi không ít thời gian an bài xong sự tình hai huynh đệ nhất vân cửu tiên trưởng lão vội vàng tổ chức những người khác tuyển ra hai danh ngạch còn lại danh ngạch cuối cùng bị một cao thủ từng ở khu thiên phẩm đạt được cuối cùng lúc khảo hạch năng lực đặc thù ngay cả nhất vân cũng không nghĩ tới tạo ảo thành công đoạt giải nhất lấy được danh ngạch cuối cùng ba ngày sau nhóm đầu tiên tuyển ra được năm đệ tử hạch tâm ra lò hạo chân trận đấu còn lại ngươi tổ chức an bài hiện tại ta dẫn đám người nhiếp vân trở về quy khư hải mau chóng chứng thực thân phận đệ từ hạch tâm cho bọn họ năm danh ngạch đi ra cửu tiên trưởng lão triệu tập bọn người nhiếp vân lại an bài hạo chân trưởng lão cùng mấy trưởng lão khác một câu bay tới truyền tống trận gần nhất thời điểm ly khai khánh nguyên các nhiếp vân chuyên môn để cho cửu tiên trưởng lão dừng lại thoáng một phát thuận tiện đón ba người tiểu linh húc diêu thi hào ba người nằm mơ cũng không nghĩ tới hai huynh đệ nhấp vân nhấp đồng toàn bộ trở thành đệ tử hạch tâm của quy khư hải càng không nghĩ tới cửu tiên trưởng lão một trong thập đại trưởng lão của quy khư hải đối với hắn thái độ như thế đều cảm giác như nằm mơ sắp muốn điên rồi bất quá nghe được hai huynh đệ biểu hiện ở khánh nguyên các cả đám mở to hai mắt nhìn tất cả đều lộ ra khủng hoảng húc diêu thì hào thì thôi tuy cảm thấy khiếp sợ nhưng không đặc biệt quá phận nhưng tiểu linh bất đồng thời điểm hắn vừa gặp hai huynh đệ nhấp vân thực lực không được tốt lắm thậm chí ngay cả chu thiên cảnh đỉnh phong bình thường nhất cũng không phải đối thủ lúc này mới mấy tháng thì có loại thực lực này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hắn nằm mơ cũng không tin có lẽ tân chủ nhân này sẽ đi xa giống như lão chủ nhân trong tâm có một thanh âm chậm rãi vang lên ánh mắt tiểu linh kiên định đương nhiên về phần đi xa hơn lão chủ nhân thì hắn không dám nghĩ lão chủ nhân là chúa tể cấp đã là tồn tại mạnh nhất tàng nguyệt trí tôn vực về phần càng mạnh hơn nữa chỉ có thể là tứ đại cường giả phong vương. Muốn trở thành cường giả phong vương, đây tuyệt đối không có khả năng. Nếu có thể dễ dàng thành công, nhiều năm như vậy, sao chỉ có bốn người? Tình không phiêu miểu, gió nhẹ phờ phất, thổi tới trên mặt như tình nhân vuốt ve làn da. Như vân đứng ở trên phi thuyền cảm ngộ tà nguyệt trí tôn vực rộng lớn, nhìn xem quy khư hải càng ngày càng gần, tâm tình lạnh nhạt, không bi không nghỉ quy khư hải rất bao la hùng vĩ cửu tiên trưởng lão đi tới hai tay chắp sau lưng trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên từ khánh nguyên cắt đi ra mọi người một đường cưỡi chuyển tống trận trải qua gần một tháng xuyên việt rốt cục đi vào quy khư hải quy khư hải là một hải dương mênh mông bao trùm ở trên chín tầng trời chuyển tống trận không thể trực tiếp tiến vào muốn đi vào chỉ có một cách cưỡi phi thuyền cưỡi phi thuyền nhất vân ưa thích đứng ở bong thuyền lặng lặng nhìn thế giới rộng lớn mạnh mẽ ầm ầm sóng dậy trước mắt như vậy có thể càng dễ tiếp cận tự nhiên dung nhập tự nhiên đối với tu hành đại đạo có chỗ tốt thật lớn hơn một tháng yên tĩnh tu luyện thiên phú thiên cơ sư cùng võ đạo sư đã có dấu hiệu dung hợp cho dù cách hoàn toàn dung hợp còn có một khoảng cách rất lớn nhưng ít ra đã có phương hướng minh xác không có gì bất ngờ xảy ra trong một năm tất nhiên dung hợp thành công dung hợp đan điền bài danh tốt 10 tăng thực lực lên nhưng đẩy diễn đại đạo khác lại chưa bao giờ ngừng đến tàng nguyệt trí tôn vực mấy tháng từ trước kia ba trăm đại đạo đầy diễn đến hơn sáu trăm mấy tháng liền đầy diễn ba trăm đại đạo đến mức tận cùng loại tốc độ tu luyện này nói ra tuyệt đối không có người tin tưởng rất bao la hùng vĩ thở ra một hơi từ trạng thái tu luyện khôi phục lại nhấp vân cười nhạt một tiếng Quỳ khư hải chỉ nhìn diện tích mà nói tuyệt đối không thua linh giới của thiên địa lục đạo bao la vô biên mặc dù thực lực như hắn bây giờ cũng nhìn không tới cuối cùng khắp nơi đều là ngôi sao chiếu rọi tứ phương tất cả ánh sáng dung hợp chung một chỗ, tựa như một hải dương cực lớn. Những ánh sáng dung hợp thành hải dương này, tuy không có nguy hiểm quá lớn, nhưng rất dễ dàng để cho người mất phương hướng. Nếu như không có hải trình chuẩn xác, mặc dù thực lực như nhất vân, cũng sẽ một mực du đãng ở trong đó, trăm triệu năm tìm không thấy đường ra. Đúng vậy, năm đó thời điểm tổ sư sáng lập quy khư hải, vì tìm kiếm trung tâm của phiến hải dương này, đã hao tốn trọn vẹn 300 triệu năm, cái giá to lớn xa xa không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Cửu tiên trưởng lão nhìn thế giới rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy trước mắt cười nói. Tuy hắn là một trong thập đại trưởng lão của quy khư hải, cường giả kim giáp tướng, nhưng hắn biết rõ tiềm lực của thiếu niên trước mắt này, sớm đã coi đối phương trở thành người ngang hàng, không có chút giá đỡ nào. 300 triệu năm, có thể giảng cho ta lịch sử của quy khư hải thoáng một phát không? Như Vân nói, 300 triệu năm, đối với thế giới bình thường mà nói, có thể thay đổi mấy lần vương triều thậm chí văn minh nhưng đối với cường giả chân chính mà nói giống như một cái chớp mắt không nói cái khác chỉ nói tu la vương thiên địa lục đạo từ khi sinh ra đến mất đi mỗi một lần đều là trăm triệu năm thời gian mà mỗi một lần diệt thế hắn đều sẽ xuất hiện cái này nói lên tuổi thọ của hắn vượt xa trăm triệu năm đã không thể sử dụng thời gian đến cân nhắc khả năng vài tỷ năm ở trong mắt loại người này thật không coi vào đâu chưa nói chỉ là ba trăm triệu năm chắc hẳn người đã nghe nói qua sự tình a dục vương đánh xuống tứ đại hiểm địa cửu tiên trưởng lão thấy nhiếp vân gật đầu mới nói tiếp chuyện này toàn bộ người của tào nguyệt trí tôn vực đều biết nhưng không có người biết rõ là thật hay giả nhưng ta biết rõ kia là thật năm đó càn huyết vương triều náo động bách tông lâm lập ai cũng không phục ai đại chiến không ngừng vì vậy vương triều vương giả tế tự thượng thiên thỉnh cầu a dục vương ra tay a dục vương tiện tay điểm một cái tạo thành tứ đại hiểm địa cũng chuyển dụ thiên hạ ai có thể chinh phục được tứ đại hiểm địa thì có tư cách ở chỗ này thành lập tông môn mà ở chỗ này thành lập tông môn sẽ được hắn che chở tông môn khác sẽ bị thay thế cái mệnh làm này vừa ra toàn bộ cường giả của tàng nguyệt trí tôn vực đều tới khiêu chiến tứ đại hiểm địa nhưng vô số người đều chôn vùi rốt cuộc ra không được tổ sư của quy khư hải chúng ta năm đó chỉ là người trẻ tuổi nóng tính tràn đầy chưa đủ 10 vạn tuổi liền lĩnh ngộ hai nghìn năm trăm trăm đại đạo trở thành kim giáp tướng hảo khí ngất trời lẻ loi một mình khiêu chiến quy khư hải ai ngờ tiến vào hải dương trước mắt liền không đi ra nữa trọn vẹn ở bên trong phiêu đãng 300 triệu năm đổi lại những người khác ở chỗ này đợi thời gian dài như vậy lẻ loi một mình làm bạn chỉ là hàn quang vô tận chỉ sợ sớm đã điên rồi nhưng lão tổ là người ý chí kiên định chẳng những không có nhụt chí ngược lại có đột phá một lần hành động thành công lĩnh ngộ 2.900 đại đạo trở thành cường giả đỉnh cao của toàn bộ tàng nguyệt trí tôn vực nói lên vị khai phái tổ sư này ánh mắt cửu tiên trưởng lão lộ ra vẻ sùng bái cuồng nhiệt 2900 đại đạo nhiếp vân hít một hơi lạnh đạt tới loại tình trạng này cách chúa tể cũng chỉ có một bước ngắn hoàn toàn chính xác có tư cách khai tông lập phái trở thành một phương bá chủ rồi về phần cường giả chúa tể sớm đã lĩnh ngộ tất cả đại đạo trên thế giới đã không có đồ vật truy cầu cho nên đối với quyền lực cũng không mưu cầu danh lợi mỗi người dạo chơi nhân gian cơ hồ không người có thể tìm được tung tích những người bọn hắn không ra, cường giả 2900 đại, đạo chính là tồn tại đỉnh phong nhất. Đúng vậy, tổ sư gia đạt tới loại thực lực này, rất nhanh liền phát giác được quy khư hải huyền bí, đi vào hạch tâm của quy khư hải, khai tông lập phái, mới có quy khư hải hiện tại. Cửu tiên trưởng lão gật đầu. Lợi hại. Nhất vân gật đầu, chân tâm thật ý cảm thấy bội phục. Quy khư hải tinh quang sáng chói, khắp nơi đều là tinh đấu, để cho người không phân biệt được phương hướng, mặc dù nói không có bảy dập nhưng những cái này là bảy dập lớn nhất nhìn một hồi tinh thần sẽ rất khó tập trung tu luyện cũng sẽ trở nên càng ngày càng chậm có thể ở chỗ này tập trung tinh thần hơn nữa từ 2.500 trăm đại đạo tu luyện tới 2.900 ý chí kiên định tuyệt đối vượt quá tưởng tượng phải biết rằng đại đạo càng về sau tu luyện càng khó không phải vấn đề một cộng một bằng hai đúng rồi hiện tại khai phái tông sư của quy khư hải chúng ta còn có ở đây không Nhất vân đột nhiên hỏi đạt tới 2.900 đại đạo, tuổi thọ tuyệt đối là vô cùng vô tận đấy, đã không chết được rồi. Thực lực như thế, chỉ cần chúa tể không ra tay, là quyết sẽ không vẫn lạc, cho nên vị khai phái tông sư này vô cùng có khả năng còn sống. Hơn nữa, 300 triệu năm liền lĩnh ngộ đến 2.900 đại đạo, hiện tại thì sao? Thực lực sẽ đạt tới cấp bậc gì, có khả năng trở thành chúa tể cấp hay không? Người là muốn hỏi vị khai phái tông sư này có đạt tới chúa tể cấp hay không đúng không? cửu tiên trưởng lão tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn lắc đầu chúa tể cấp nào dễ đạt tới như vậy tổ sư kỳ tài ngút trời nhưng cũng không có thành công về phần hắn còn sống hay không ta lại không biết chỉ biết là trước đây rất lâu liền ly khai tông môn tìm kiếm cơ hội đột phá đến bây giờ còn không có trở về cũng không có tin tức gì không có tin tức gì không có tin tức vậy làm sao ngươi biết hắn còn không có đạt tới chúa tể cảnh như phân kỳ quái năm đó lúc gần đi lão tổ đã từng nói qua một khi hắn đạt tới chúa tể cảnh nhất định sẽ quay trở lại tông môn hiện tại không có trở về hẳn là không có đạt tới hơn nữa một mực không nghe nói có chúa tể mới xuất hiện hẳn là không có thành công cửu tiên trưởng lão nói không có chúa tể mới xuất hiện cho dù có người lĩnh ngộ tam thiên đại đạo chỉ cần không trương dương là quyết không có người biết từ khi tà nguyệt trí tôn vực có lịch sử đến bây giờ đã không biết bao nhiêu trăm triệu năm không có chúa tể mới xuất hiện rồi cửu tiên trưởng lão lắc đầu cường giả chúa tể hoàn toàn chính xác chỉ có thể dựa vào chiến đấu mới có thể phân biệt không trương dương mà nói không có người biết rõ nhưng loại người thực lực này chỉ cần hành tẩu ở trong tàng nguyệt trí tôn vực tổng sẽ lộ ra dấu vết để lại không có khả năng một chút cảm giác cũng không có đây là kết quả do vô số cường giả tổng kết cũng không phải là ta nói bậy thì ra là thế nhiếp vân gật đầu cường giả như rừng thật sự là cường giả chúa tể cảnh đi ở trong tàng nguyệt trí tôn vực chỉ cần ra tay Sớm muộn gì cũng sẽ bị người phát hiện, nhưng một mực không có bị phát hiện, nói rõ không có chúa tể mới xuất hiện. Đúng rồi, chúa tể vẫn lạc người nghe nói qua chưa? nhất phần nhớ tới Thiên Huyền lão nhân, nếu Thiên Huyền lão nhân là một trong tám đại chúa tể, sau khi vẫn lạc nên có tin tức a. À? Chúa tể vẫn lạc, điều này sao có thể? Chúa tể lĩnh ngộ Tam Thiên đại đạo, đã là người mạnh nhất trên thế giới này rồi, trừ khi cường giả Phong Vương ra tay, bằng không thì ai có thể giết được? Ta chưa từng nghe nói qua cửu tiên trưởng lão lắc đầu ách nhiếp vân không hề hỏi nhiều thiên huyền lão nhân chết chỉ sợ bị a dục vương phong bế vô cùng nghiêm mật không có người biết rõ mặc dù hỏi cũng hỏi không ra tốt rồi đã đến quy khư hải lúc hai người nói chuyện phi thuyền phá vỡ tầng tầng tinh quang giống như sương mù một ngọn núi cực lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người ngọn núi lan tràn không biết bao nhiêu dặm so với phủ thiên đại lục lúc trước còn lớn hơn mấy chục vạn lần vô số ngọn núi nhỏ lâm lập giấu ở trong tinh quang đầy trời, nửa ẩn nửa hiện, giống như thần long, thấy đầu không thấy đuôi, tăng thêm một phần sắc thái thần bí. So sánh với nó, linh giới trước kia quả thực như cá trạch nằm bên cạnh cự long, nhỏ bé nói không nên lời. Đứng ở trước mặt ngọn núi huy hoàng này, ngay cả nhấp vân cũng nhịn không được cảm thấy tâm chỉ thần đắng, không kiềm chế được. Đây không phải ngọn núi sao? Vì sao gọi quy khư hải? Nhấp đồng đi tới, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc quy khư hải chỉ chính là hải dương ngôi sao còn có những ngọn núi này kết nối chúng ta nhìn từ đàng xa mấy ngọn núi này vô cùng cao lớn trên thực tế là do vô số ngọn núi nhỏ hội tụ thành khoảng cách ở giữa đều có vô số ngôi sao như là hải dương ngọn núi tựa như đảo hoang trong hải dương chỉ là những hòn đảo này đều rất cao lớn kết nối chung một chỗ liền để cho người chứng kiến thịnh cảnh như thế cửu tên trưởng lão giải thích nhiếp vân cũng không nói nhiều hắn có thiên phú thiên nhãn tất nhiên đã nhìn tinh tường ngôi sao ở quy khư hải không có chút lạc ấn đại đạo nào lại khắp nơi đều là đại đạo khó trách ở chỗ này tu luyện có thể tăng lên tốc độ coi như là hắn cũng cảm thấy lĩnh ngộ đại đạo càng thêm nhạy cảm ở đây khắp nơi đều là khe hở thời không rời rạc nếu như không dựa theo lộ tuyến đặc biệt đi rất dễ dàng mất phương hướng trong đó khó có thể đi ra cho nên mặc dù đệ tử của quy khư hải muốn rời tông môn cũng cần sớm xin trước cửu tiên trưởng lão tiện tay ném ra một vật phẩm Mọi người liền chứng kiến không gian bình tĩnh trước mắt đột nhiên biến thành miệng rộng như thao thiết, hô, thôn phệ vật phẩm này vào, thời gian nháy mắt đã mất đi tung tích. Thậm chí tinh thần lực của mọi người lan tràn qua cũng bị thôn phệ, đoạn tuyệt với bản thân. Đáng sợ. Tất cả đều dùng mình, thấy lạnh cả người. Tầng dài xương trắng loạn bên ngoài ngọn núi, là toái kim hàn lưu thủy, không có thực lực kim giáp tướng, chỉ cần chạm phải thoáng một phát, liền sẽ kim chất hóa, biến thành bức tượng, triệt để tử vong đạo chỗ hơi có vẻ u ám kia là hỗn độn tử giới thoạt nhìn yên lặng trên thực tế mỗi thời mỗi khác đều du động nói không chừng lúc nào liền đụng phải rơi vào bên trong liền sẽ chết trừ khi cường giả chúa tể cảnh chỗ này gọi luân chuyển hài tiến vào trong đó tuy sẽ không tử vong lại để cho người vòng đi vòng lại tại nguyên chỗ vĩnh viễn ra không được chỗ kia gọi cửu tiên trưởng lão đứng ở đầu thuyền theo ngón tay chỉ mọi người càng nghe trái tim càng băng giá khó trách xưng là tới đại hiểm địa khắp nơi đều là nguy hiểm nếu mình tới mặc dù có thiên phú thiên nhãn cũng rất dễ dàng lâm vào tuyệt cảnh tử sinh không do mình khống chế chỉ sợ có thể phát hiện những địa phương này là vô số tiền bối dùng thi thể trồng chất lên nhất vân như có điều suy nghĩ yên tâm đi quy khư hải không hạn chế tự do nếu như ngươi muốn rời đi có thể tùy thời nói với ta ta có thể mang ngươi đi ra thấy bộ dáng của hắn cửu tiên trưởng lão còn tưởng rằng hắn lo lắng làm sao ly khai, vừa cười vừa nói. đa tại trưởng lão rồi. Nhất Vân gật đầu. Đối với tam thiên đại đạo đều có đọc lướt qua, huống chi dung hợp ba loại thiên phú bài danh top 10, lộ tuyến hắn sớm đã hoàn mỹ nhớ trong đầu. Muốn đi ra, hơi chút đẩy diễn, có thể ly khai, không cần người khác dẫn. Đương nhiên, những lời này, hắn sẽ không nói ra, hảo ý của đối phương cũng nên tiếp nhận. Thoạt nhìn rất gần, nhưng đi cực kỳ xa, như phần chính thức cảm nhận được tàng nguyệt trí tôn vực rộng lớn từ khi mọi người chứng kiến ngọn núi đến đi vào trước mặt lại đi gần một tháng đương nhiên đây cũng là vì quá nhiều hiểm địa mỗi ngày đều phải cẩn thận từng ly từng tí sợ lâm vào trong đó nên tốc độ không thể nhanh Oanh! ngày hôm nay phi thuyền chấn động tất cả mọi người từ trong tu luyện tỉnh táo lại lập tức liền chứng kiến trước mắt mây mù vườn quanh một tấm bia đá cự đại xuất hiện ở trước mặt trên tấm bia đá viết ba chữ to quy khư hải phù hợp thiên đạo, cho người một loại uy nghiêm không hiểu, chỉ cần nhìn một cái, liền cảm thấy tim đập nhanh không thôi, phảng phất như linh hồn cũng bị nó hấp dẫn. Tà Nguyệt Trí Tôn vực sinh ra vô số thế giới, diễn sinh qua vô số văn minh, tự nhiên cũng có qua vô số ngôn ngữ, đây là hỗn độn cổ ngữ viết thành ý tứ là quy khư hải, nhưng đặt bút như thế nào, ghi như thế nào, lại không người biết rõ. Cửu tiên trưởng lão giải thích. Cửu tiên trưởng lão, nghe nói hỗn độn cổ ngữ tổng cộng có 3.000 chữ, từng cái đại biểu một loại đại đạo ai có thể viết ra ba nghìn chữ này chẳng khác nào hiểu rõ toàn bộ tam thiên đại đạo chuyện này có phải thật hay không thiên phẩm đệ nhất nhân một mực không nói chuyện đột nhiên ngẩng đầu hỏi truyền thuyết đích thật là như vậy nhưng không có người có thể viết ra loại văn tự này cho dù ta cũng không được ở trong lịch đại tiền bối của quy khư hải chúng ta nghe nói có người thành công ghi ba chữ kia một lần nhưng không ai không phải là tuyệt thế cường giả siêu việt kim giáp tướng cửu tiên trường lão nhìn ba chữ to trước mắt cười cười Lấy thực lực của các ngươi, tốt nhất không nên mạo hiểm, bằng không thì thân thể linh hồn không chịu nổi gánh nặng, khẳng định bị thương tổn. Tổn thương chí mạng sao? Một người tò mò hỏi. Trong quá trình viết, cảm thấy không thích ứng liền lập tức đình chỉ, cho dù bị thương cũng sẽ không quá nghiêm trọng, vài ngày có thể khôi phục, nhưng muốn tiếp tục cưỡng ép viết liền phiền toái, gây chuyện không tốt linh hồn sẽ sụp đổ, biến thành ngu ngốc. Sắc mặt Cửu Tiên trưởng lão ngưng trọng. Các ngươi có thể thử một chút nhưng nhớ lấy ngàn vạn lần không nên hành động theo cảm tình, nếu không, hậu hoạn vô cùng, ta cũng cứu không được. Yên tâm đi, ai cũng sẽ không cầm tánh mạng của mình nói dỡn. Đám người tạ đào cười cười. Vậy là tốt rồi, ta ngừng phi thuyền ở chỗ này, cho các người một ngày, một ngày qua đi. Không quản các người có lĩnh ngộ hay không, chúng ta đều phải rời đi. Cửu tiên trưởng lão bàn giao. Tốt. Mọi người gật đầu đáp ứng. Thấy mọi người toàn bộ tập trung ánh mắt ở trên ba chữ to, Nhất Vân cũng nhìn sang. Ba chữ kia, nếu như không phải sớm nói, căn bản không có người biết là Quy Khư Hải, kiểu chữ mượt mà, tựa như một vòng tròn quấn quanh lấy một vòng tròn, không có đặt bút cùng thu bút, để cho người nhìn không ra rốt cuộc là viết như thế nào. Hỗn độn cổ ngữ đối ứng Tam Thiên Đại Đạo. Nhất Vân nhìn hồi lâu, cũng nhìn không ra cái gì, lắc đầu, con mắt muốn rời đi, đột nhiên nhớ tới đối thoại trước kia. Hỗn độn cổ ngữ đối ứng Tam Thiên Đại Đạo, mà Tam Thiên Đại Đạo hắn đã lĩnh ngộ toàn bộ, tuy cách toàn bộ đại thành còn một đoạn, nhưng trong cơ thể lại thật có được 3.000 đan điền, 3.000 loại thiên phú. Nếu đây là hỗn độn cổ ngữ viết, đối ứng ba cái nào đó, trong tam thiên đại đạo, mình có thể tìm được đan điền tới xứng đôi. Nghĩ đến điểm này, Nhất Vân Đình chỉ thu hồi ánh mắt, còn mắt thẳng ngoác ngoác nhìn thạch bích, ba chữ kia như chui vào đầu, ở trong thức hải bốc lên, không ngừng viết. Hô! Trong lúc đó, ba đan điền trong cơ thể mạnh mẽ bỗng nhúc, giống như thạch bích trước mắt xuất hiện sắc thái quỷ dị sắc thái quỷ dị này bao quanh vườn quanh cùng ba chữ to trong thức hải hoàn mỹ dung hợp phát ra thành âm nước nở nghẹn ngào a à, như vân đang muốn nhấc tay viết ra ba chữ kia bên tai đột nhiên vang lên một tiếng la lập tức từ trong cảm ngộ thanh tình quay đầu nhìn lại chỉ thấy một người đã té trên mặt đất sắc mặt trắng bệch miệng sùi bọt mép toàn thân không ngừng run rẩy rõ ràng cho thấy tinh thần lực tiêu hao quá độ tạo thành đáng sợ người này vừa mới ngã xuống đất trong nháy mắt lại có ba người ngồi xuống ba người này không giống tên trước không có miệng sùi bọt mép nhưng từ sắc mặt trắng bệch có thể nhìn ra tuyệt đối không dễ chịu lần này cùng cửu tiên trưởng lão đi quy khư hải có năm đệ tử hạch tâm đã tuyển ra còn có tùy tùng của những người này giống như bọn người thi hào cũng theo ở phía sau mấy canh ngã xuống đất cơ bản đều là tùy tùng bất quá một lát sau tạ đào trong năm người tựa hồ cũng chịu không được khoanh chân ngồi xuống không ngừng run rẩy đã có cái thứ nhất thì có thứ hai mấy hơi thở sao năm đại đệ tử hạch tâm lại có hai người không kiên trì nổi chỉ còn lại huynh đệ nhấp vân cùng nhấp đồng cửu tiên trưởng lão chữ này căn bản nhìn không ra làm sao đặt bút viết không có biện pháp viết chớ nói chi là lĩnh ngộ hàm nghĩa trong đó rồi khôi phục thoáng một phát chứng kiến mọi người ngã xuống đất tạ đào cười khổ đúng vậy a, à, ta vừa ghi thật giống như cảm nhận được chạm đến hỗn độn uy nghiêm, một cổ áp lực cường đại tới cực điểm áp bách đến, linh hồn thiếu chút nữa sụp đổ, may mắn thu tay lại sớm, bằng không thì chỉ sợ đã chết." Thiên phẩm đệ nhất nhân nói. Trải qua thời gian ngắn này ở chung, mọi người biết rõ thiên phẩm đệ nhất nhân này chỉ là không thích nói chuyện, nhưng không phải lạnh lùng, cũng biết tên của hắn gọi Ngụy Thư, người huyền thành Ngụy gia. Hỗn độn cổ ngữ đại biểu uy nghiêm cùng lực lượng của hỗn độn, người bình thường viết tương đương mạo phạm hỗn độn tự nhiên sẽ bị trừng phạt chứng kiến bộ dáng của mọi người cửu tiên trưởng lão lắc đầu nói tiếp đương nhiên nếu như có thể viết thành công đạt được hỗn độn tán thành sẽ tìm được chỗ tốt thật lớn chỗ tốt chỗ tốt gì ta cũng không biết trước kia tiền bối thành công đều không nói tỉ mỉ tông môn không có ghi lại kỹ càng cho nên đừng nói là ta dù trưởng giáo chí tôn cũng không biết nhưng có một điểm có thể xác nhận chỉ cần có thể thành công viết tuyệt đối là việc trọng đại của quy khư hải nghe nói sẽ vạn trung cùng vang âm thanh chấn động cửu châu cửu tiên trưởng lão cười nói vạn trung cùng vang mọi người nhịn không được tắc lu ơi quy khư hải có vô số ngọn núi nhỏ chỉ cần có đệ tử ở trong đó đều có chuông lớn toàn bộ quy khư hải cộng lại đâu chỉ hơn vạn chuông nếu như những chuông lớn này đồng thời minh hưởng hoàn toàn chính xác kinh thế hãi tục để cho người phấn chấn được rồi các ngươi đều thử qua tiếp tục đợi ở chỗ này chỉ sẽ bị thương nặng đi thôi giải thích một câu cửu tiên trưởng lão cười cười thúc giục muốn ly khai tuy trước kia nói một ngày nhưng những người này kiên trì càng lâu bị thương càng nặng vì an toàn vẫn là ly khai cho thỏa đáng tốt bất quá nhấp vân nhấp đồng giống như không có thử chẳng lẽ không thử liền rời đi tạ đào nói nghe hắn nói ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung ở trên người hai huynh đệ ta không thử ta cũng không muốn bị thương nhấp đồng cười nhạt một tiếng lui về phía sau hai bước sự tình người khác cảm thấy hứng thú, với hắn mà nói không có nửa phần hứng thú. Nhếp vân, người không thử một chút sao, bằng vào lý giải của người đối với đại đạo, có thể viết ra ba chữ kia cũng chưa biết chừng. Cửu tiên trưởng lão nói, đối với thiếu niên trước mắt này, mặc dù là hắn cũng có cảm giác nhìn không thấu, người khác thí nghiệm viết, sẽ bị hỗn độn uy áp chấn thương, có lẽ, thiếu niên này có thể ngoài dự đoán mọi người, giống như tiền bối năm đó thành công viết ra ba chữ, khai sáng khơi dòng. Ta, thử xem đi." Nhiếp Vân không nghĩ tới ánh mắt của mọi người sẽ tập trung ở trên người mình, vừa vặn nhớ tới sự tình trước kia, cũng muốn cẩn thận cảm ngộ thoáng một phát, lúc này gật gật đầu, lần nữa nhìn sang. "Cô cô cô." Ánh mắt cùng chữ cổ xung hợp, ba đan điền trong cơ thể lần nữa xoay tròn, giống như trước kia, chậm rãi dung hợp. Cẩn thận đối lập chữ cổ cùng đan điền xoay tròn, trong nội tâm Nhiếp Vân đột nhiên khẽ động. "Kỳ thật cái chữ này là dùng thiên phú chi khí." miêu tả đan điền ra một ý niệm đặc thù vang lên ở trong óc ngón tay của nhất vân không tự chủ được giơ lên ba loại thiên phú chi khí đặc thù ở đầu ngón tay vườn quanh phân biệt hoạch xuất ba đạo huyền ảo đặc thù bay về phía trước vù 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 khi ba chữ hình thành mọi người liền chứng kiến không gian trước mắt lập tức sụp đổ không gian của tà nguyệt trí tôn vực vững chắc đến cực điểm muốn đánh nát không gian mặc dù kim giáp tướng cũng làm không được mấy chữ liền đánh nát không gian uy lực to lớn làm cho người tắc lưu ấy. Vèo, ba chữ bay ra ngoài, cùng quy khư hải trước mặt hòa lẫn, đồng thời đại phóng hào quang. Ầm ầm, vô số ngôi sao ở trong quy khư hải cùng thời khắc đó phóng xuất ra quang minh sáng chói, hào quang vạn đạo, từng đợt chuông vang dồn dập, đồng thời vang vọng, triệt để kinh động tất cả mọi người trong quy khư hải. Sư 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 sư, tiếng chuông vang lên, vô số tên hạc ở trong quy khư hải đồng thời lên không, tựa như mây đen, ngăn trở liệt nhật chuyện gì xảy ra sao chuông trên núi của ta lại đột nhiên vang lên nhất định là có người viết ra bà hỗn độn cổ ngữ của quy khư hải cái gì chứ kia không phải không người có thể viết sao cái này điều này sao có thể chuông lớn vang lên vô số người ở trong quy khư hải như từ trong mộng bừng tỉnh từng đạo ý niệm hội tụ hình thành nước lũ cái này nháo lớn rồi nhất vân không nghĩ tới viết ra hỗn độn cổ ngữ sẽ có động tĩnh lớn như vậy cười khổ một tiếng bất quá oanh động để cho hắn khiếp sợ cũng không có chấm dứt mọi người chỉ cảm thấy phi thuyền lắc lư lập tức chứng kiến xa xa trên sơn mạch nguy nga lăng không nhiều ra một ngọn núi ngọn sơn phong này so với chung quanh cao hơn một mảng lớn hận đời vô đối ầm ầm nương theo ngọn núi xuất hiện một đạo hào quang từ trên ngọn núi bắn thẳng đến tựa như ở trên bầu trời dựng lên một cây cầu đi thẳng tới dưới chân nhiếp vân ngay sau đó tinh quang trên bầu trời tản ra một đạo hào quang bảy màu bao phủ lấy hắn bị cổ hào quang này bao phủ nhất vân cảm thấy ba đan điển vừa rồi ẩn chứa thiên phú kia lập tức đạt tới viên mãn trên người tràn đầy khí tức đại đạo tinh thần lực ở dưới tia sáng này ôn nhuận cũng như cỏ mọc sau mưa chậm chạp tăng trưởng thời gian nháy con mắt đã đột phá gông cùm xiềng xích đạt tới cảnh giới mới nguyên lai like chỗ tốt là cái này nhất vân hiểu được trước kia hắn không biết viết ra ba chữ hỗn độn sẽ có loại ban thưởng nào nguyên lai like ba đại đạo kia trực tiếp viên mãn hơn nữa tinh thần lực tăng lên. Lập tức lĩnh ngộ ba đại đạo, với hắn mà nói, thực lực tăng lên không rõ ràng, nhưng tinh thần lực tăng lên đối với hắn có chỗ tốt thật lớn, về sau đẩy diễn đàn điền dung hợp, tốc độ sẽ càng nhanh. Hào quang tiêu tán, nhất phần thở ra một hơi, trên mặt mỉm cười thản nhiên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mọi người đều mang theo vẻ hâm mộ.